duy thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị hôm nay mời quý vị sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả nguyễn thanh hùng về chủ đề duyên âm và chủ đề duyên âm thì đã quá quen thuộc với những khán giả yêu thích những câu chuyện ma rồi đúng không ạ nhưng qua ngoài bút của tác giả nguyễn thanh hùng thì câu chuyện duyên âm này lại được khai triển theo một hướng cực kỳ hấp dẫn và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây Xin chào mọi người Tôi sinh ra ở một khu làng quê nghèo tỉnh Thanh Hóa Tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh diều thơ mộng Những buổi chiều về tắm sông Những ngày cặm cụi cong lưng mò ốc Rồi có một năm Năm ấy làng tôi đói ăn Mà phải chính xác hơn Là năm ấy là nạn đói năm 1945 Người người chết đói Nhà nhà chết đói Ra đường đâu đâu cũng là người chết nằm la liệt không ai buồn khiêng đi chôn người còn sống thì vơ được cái gì ăn thì bỏ vào miệng ngay từ rừng xuống ruộng người thì đào chuột phá banh hết ruộng lúa người thì lên rừng tìm củ mài đào ăn nhà tôi cũng may cha mẹ có tích chữ được một ít gạo ăn dần không đến nỗi đói lắm rồi bộ đội cụ hồ về họ đem theo lúa gạo về phân chia cho mỗi hộ một ít xác chết thì họ đào một cái hố to ngay đầu làng rồi cứ ném xuống đến khi đầy hố thì lấp lại năm ấy tôi cũng tham gia vào công việc chôn cất ấy cái cảnh người chết rồi bâu tay chân bị chuột và chó mèo hoang gặm nham nhở chó mèo thời đó có con như con bê con bây giờ chúng an xác người rất to không ai dám bắt chúng ăn thịt buổi tối mắt chúng sáng rực lên như hai cục lửa ma chơi bố tôi bảo bọn nó tích tụ âm khí quá nhiều sắp thành tinh đến lúc không có người chết ăn có thể sẽ cắn người sống rồi có một năm Tôi không nhớ rõ năm nào nữa, làng tôi bỗng bị một tốp người ăn xin kéo về, già trẻ lớn bé đều có, tụm năm tụm bảy ngay đầu đường vào làng và dựng mấy cái lều ở dưới gốc đa đầu làng. Gặp ai cũng xin, không xin được thì họ đi ra ruộng bẻ trộm khoai sắn vào ăn. Có lần bị người dân bắt được đánh cho và đuổi đi, nhưng rồi họ vẫn ở lì nơi đó. Trong nhóm đó có một cô bé chạc tuổi tôi. Cô bé có hai chiếc má lúm đồng tiền, cô ấy không cha không mẹ một mình lang thang theo nhóm người đi ăn xin đến đây tôi thường hay giấu cha mẹ cho cô bé ấy đôi khi mấy củ khoai hoặc nắm cơm trộn khoai rồi có một dạo tôi không thấy cô ấy đi vào làng nữa tò mò nên tôi đi hỏi mấy người lớn ở đó chú ơi cái mèo đi đâu rồi ạ à? tao không biết mấy ngày rồi không thấy nó chắc nó đi làng khác rồi tôi hụt hẫng trở về nhà trong lòng không ngừng nhớ đến cái mèo không biết giờ đang ở đâu có bị đói bụng không tối hôm ấy làng có tổ chức hát cho các cụ bôn lão trong làng tôi cũng lon ton chạy theo mẹ đi xem rồi bất chợt tôi nhìn thấy cái mèo nó đứng một mình nơi góc cuối sân khuôn mặt buồn bã tôi chạy lại mày đi đâu mấy ngày nay mà tao tìm không thấy mày hả mèo có đói bụng không tao về lấy khoai cho không em không đói em ăn rồi anh đi chơi với em đi đêm rồi mọi người đang xem hát không xem mà còn đi đâu đi ra bờ sông chơi với em có một mình em buồn lắm nói rồi nó quay người đi thẳng mày làm sao vậy ở đây chơi không được hay sao ở đây không có ai thích em nên em không muốn ở vậy mày đợi tao xin ba mẹ tao đã nói rồi Tôi chưa kịp chờ nó đồng ý đã chạy đi tìm mẹ tôi. Mẹ, mẹ cho con đi chơi tí con về. Đi đâu mà giờ còn đi? Ra đồng ma không đấy. Con đi chơi với cái mèo. Nói rồi tôi chạy lại chỗ lúc nãy cái mèo đứng, nhưng không thấy nó đâu nữa. Tôi chạy ra ngoài đầu làng, thấy nó đang đi ra ngoài phía ngoài cây đa. Nói có mấy túp lều tối thui tôi chạy theo kêu nhưng nó cứ đi mãi rồi bỗng tôi nghe từ xa nói vọng lại anh đi về đi em không chơi với anh nữa nói rồi nó chạy biến mất trong màn đêm tôi đành quay lưng đi về ngày hôm sau tôi dậy sớm chạy ra xem thử nhưng hỏi ai cũng bảo nó không có ở đây mấy hôm rồi tôi cãi lại tối qua mới thấy họ bảo tôi gặp ma hoặc quán gà rồi đêm nay tôi đang ngồi trong nhà xếp mấy cái vỏ đạn súng cối nhặt ngoài đồng về bất chợt một cơn gió nhẹ thổi tung cửa ra tôi thấy lạnh trong người nên đứng dậy khép lại rồi tôi thấy cái mèo nó đứng ngoài hàng rào xâm bụt trước nhà tôi nhìn thấy tôi nó vẫy váy tôi ra rồi nói đi ra đồng chơi đi anh em có một mình không có ai chơi với em đêm rồi bố mẹ anh không cho anh đi đâu ra đồng giờ này ma nhiều lắm em về lều ngủ đi mà em đi đâu mấy ngày nay sao anh ra hỏi em thì họ kêu em đi đâu không thấy em đi chỗ khác ở rồi rất xa nói rồi nó lại chạy biến đi khi tôi chưa kịp nói lời nào vài ngày sau cái đêm cái mèo rủ tôi đi chơi tôi không thấy nó tìm tôi nữa tôi có đi tìm vài lần nhưng không thấy rồi tôi cũng chán không tìm nó nữa. Tôi bắt bạn chơi với mấy đứa trong làng thằng bợm và thằng béo. Một thằng thì hay đánh nhau nên cha mẹ nó gọi là bợm. Vì ngày đó cũng chả quan trọng giấy tờ và học hành gì sắt. Đói không đủ ăn thì lấy gì mà học. Còn thằng béo thì nó nói nhiều như chim trèo béo nên bọn tôi hay gọi như vậy chứ không nhớ tên của nó là gì cả. Ê, Sún. Sún là tên của tôi nhé mấy lâu nay tao thấy mày chơi với cái con ăn mày ngoài gốc đa mà nay không thấy chơi nữa à thằng bợm hỏi nó đi đâu đấy tao hay gặp nó buổi tối chứ ban ngày hỏi ai cũng bảo là không thấy nó chết cha rồi hay là nó là ma đấy dạo gần đây làng mình với làng bên hay có con nít bị mất tích đấy thằng béo chen vào sao mày biết mất tích tao đi nghe lén các cụ bô lão họp eo ơi thế thì sợ nhỉ tối đừng có ra ngoài nữa Mà bắt đấy Tôi nghe xong cũng thấy hơi sợ sợ Vì cái mèo toàn đủ tôi đi chơi Khi đã vào buổi tối Ôi làng nước ơi Ra mà xem Có người chết này Làng nước ơi Bất chợt bà đứa tôi nghe thấy tiếng bà hoa đầu làng la lên Bà này nổi tiếng với cái giọng giống loa làng Tiếng la là làm cho mọi người từ trong nhà Ai đang làm cũng phải ngưng tay chạy ra người chết ở đâu bà hoa vớ vẩn cái mồm là không được đâu nha tiếng một cụ bô lão trong làng lên tiếng các cụ ra mà xem có cái đầu trẻ con lăn lóc ngoài ruộng kia kìa mọi người kéo nhau ra rất đông cả làng kéo ra gần hết bọn trẻ con chúng tôi cũng khá tò mò người chết thì thấy nhiều nhưng chỉ có cái đầu không thì chưa đứa nào cũng len lỏi trong dòng người để được lên trước nhìn ơ không phải thằng này là cái thằng lói ăn mày Hay ăn trộm khoai nhà ông hội sao Làng tôi lúc này vẫn theo chế độ địa chủ Ruộng đất làm công ăn chia cho địa chủ nhá Sao cái mặt nó kinh vậy Hay là ăn trộm khoai rồi bị họ chém chết vứt đây Vớ vẩn Làng mình đánh để có đánh chứ ai giết người thế này Tôi phản bác ngay Rồi chạy lại gần nhìn được rõ hơn Chỉ có cái đầu không Không thấy thân đâu cả dưới cổ còn giữ lại toàn là dấu răng chứ không phải là dấu cắt có khi nào mấy con chó hoang mèo hoang ngày trước hay ăn thịt người quay lại không tao thấy dấu răng này rất giống dấu răng chó thằng béo lên tiếng tao cũng thấy giống như vậy có nên nói cho các cụ biết không nhìn là biết rồi không cần nói mọi người thì bàn tán xôn xao hẳn lên vì từ lúc nạn đói đi qua trong làng không còn gặp cảnh người chết nữa bà con im lặng tiếng một cụ bô lão trong làng vang lên hiện tại có người bị chết ở làng ta đứa bé này thường hay ăn xin ở làng ta nên chúng ta phải có trách nhiệm mai táng cho nó như mọi người cũng đã thấy chỉ còn mỗi cái đầu bị cắn nham nhở có lẽ là do động vật gây ra cho nên mọi người buổi tối nên đóng cửa cẩn thận không cho con trẻ ra ngoài con đi việc thì nên mang theo vật phòng thân và đi hai ba người từ nay, ban đêm làng sẽ cử ra 5 người thanh niên thay nhau canh gác và đi tuần để giữ trật tự an toàn cho làng. Mời các cụ về đỉnh làng, ta họp chọn người. Mọi người giải tán ai về nhà đó, một nhóm ở lại đem chiếc đầu đi chôn cất. Bọn tôi cũng chẳng lạ gì việc chôn cất nữa nên xách đít đi về. Đứa thì đi tắm sông, đứa thì đào dế. Chỉ có tôi hơi hơi nhớ cái mèo, không biết giờ này nó ở đâu. Mọi chuyện trong làng cũng yên ổn sau ba ngày có người đi gác. Cả đêm yên bình, rồi ngày thứ tư trong khi cả làng đang say giấc nồng. Các ông bố đang còn tập hít đất tập thể dục đêm khuya, thì cả làng bỗng vỡ ỏa bởi tiếng kèn làm bằng mảnh bom kêu lên. Con trộm, bớ bà con, ra bắt trộm. Tiếng của một anh gác đêm la lên kèm tiếng kèn. Bắt lấy nó, nó chạy hướng lên rừng rồi một vài người chạy ra nhanh đuổi theo tiếng kèm tôi đang nằm trên giường mắt nhắm mắt mở cũng chạy theo mọi người kéo ra rất đông ai cũng cầm đuốc sáng cả một góc rừng nó chạy lên đây rồi mà chạy nhanh quá không đuổi kịp một người chỉ vào mấy cái bụi rậm ở trên rừng có dấu máu này họ lần theo dấu máu một đoạn khá xa băng qua cả mảng bụi gai Phía dưới bụi gai lớn có một đứa bé quần áo rách tả tơi, khắp người bị gai cào rách hết da thịt, đầu đã nghẹo qua một bên. "Ôi, con tôi, con tôi." Tiếng một người vang lên. "Là bà cô ăn mày hay ở đầu làng tôi. Sao còn ra nông nỗi này? Ai giết con tôi?" Một anh thanh niên đi lại gạt bà ấy ra, nhìn vài xác chết rồi nói. "Nó bị cắn các bác à?" Cổ còn vết cắn máu đang chảy đây này Mọi người nhìn vào nơi cổ nó Đúng là máu đang chảy Và toàn là dấu răng động vật Ôi Có còn gì to vậy Các cụ ơi Trên kia kìa Tiếng thằng bậm vang lên Mọi người liền ngước mặt lên nơi thằng bậm chỉ Nơi đó có một con chó rất là to Cỡ khoảng một con bê con Miệng đang còn máu nhỏ ra Răng đang nhè ra gầm gừ Nhìn về phía mọi người mắt nó đỏ lè nhìn rất là ghê rợn. Nếu đi một hai người lên đây, chắc không đủ nó nhét kẽ răng. Nó đây, lúc nãy tôi thấy cái bóng nó thoáng qua mà nhìn không kịp. Con này thành tinh rồi mọi người cẩn thận. Giết nó, giết nó trừ hại, không thì nó còn bắt người ăn nữa. Mọi người mỗi người một tiếng hò hét ầm cả khu rừng. Con chó tinh kia thấy đông người quá và nghe tiếng hét, cộng với ánh lửa bản tính loài chó vẫn còn. Nó nhẹ rằng đe dọa mọi người một lần nữa rồi quay lưng đi thẳng vào rừng sâu hun hút. Kể từ ngày phát hiện con chó tinh, làng tôi cắt cửa người canh phòng nghiêm ngặt hơn. Bọn con nít chúng tôi buổi tối không có đứa nào dám bước chân ra khỏi nhà. Yên bình tưởng chừng như đã đến, nhưng rồi mọi tai họa lại ập đến. Một đêm nọ, giữa đêm cả làng đang an giấc nồng, tiếng kèn có đều đều, cẩn thận củi lửa ấy lộn cẩn thận cửa nẻo hít đất cần cù rồi bỗng một tiếng la sẽ tan màn đêm cứu 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 với có ai không cứu con tôi với còn tôi bị chó tinh nó bắt rồi bớ làng nước ơi đó là tiếng bà hoa âm thanh thánh thót vang lên trong đêm tôi đang chìm trong giấc nồng cũng giật bắn mình tỉnh dậy có chuyện gì mà la ghê vậy bà hoa không cho ai ngủ à Bọn tôi gác ở ngoài có thấy con chó nào đâu Cứu con tôi với Con chó nó to lắm Nó từ trên mái nhà nhảy xuống bắt mất con bé rồi Ôi trời ơi con tôi Mọi người chạy vào nhà bà xem Phía trên mái còn có cái lỗ Vừa cả năm đến sáu người chui Nhìn thấy cả bầu trời Chết thật Nó có thể phá mái nhà vào Thì nó đã rất hung dữ và khôn hơn rồi Chúng ta phải lùng giết nó thôi không để tình hình xấu thêm được Phải rồi Chúng ta đặt bẫy nó xem có được không Nếu tiếp tục thế này Nó bắt hết trẻ con trong làng chúng ta mất Thôi mọi người tập trung đi tìm thằng Hợi xem có thấy không Để càng lâu càng nguy hiểm Cả làng bắt đầu kéo nhau đi vòng ra sau nhà bà Hoa Sau nhà bà có một con đường dẫn lên rừng Có một vài dấu máu dính trên ngọn cỏ Bà Hoa thấy thế thì càng khóc to hơn ai cứu con tôi đi làm ơn cứu con tôi với chúng tôi đang cố đi đây bà có bớt cái miệng lại không chưa tìm được con bà bọn tôi xỉu vì bà la rồi mọi người nhanh lên nào càng nhanh càng có cơ hội cứu được thằng bé mọi người lại tăng tốc độ hơn tôi cũng lon ton chen vào đám người đi cùng cả làng chúng tôi đi tìm thằng hợi quần nát cả một cánh rừng nhưng vô vọng càng về đêm trời càng lạnh sương mù xuống làm khung cảnh âm u thêm rồi bất chợt một tiếng hú dài đánh tan sự im lặng của khu rừng mọi người cẩn thận có chó sói phía trước có nhiều lắm phía trước cách chúng tôi không xa còn chó tình nó dẫn đầu đàn chó rừng đang nhìn về phía chúng tôi hú lên từng hồi ghê rợn mắt chúng lập lòe ánh đỏ từ phản chiếu của ánh đuốc hất lên miệng con nào con đó đang nhe răng và nhỏ rãi Trả con lại cho tao Bà Hoa la lên Rồi lao ra khỏi đoàn người Trên tay cầm theo chiếc cuốc Nhằm ngay con chó tinh mà lao đến Bà Hoa Quay lại Nguy hiểm lắm Tiếng một anh thanh niên kêu lên Nhưng không kịp Bà ấy đã lao lên gần đến chỗ con chó tinh Miệng không ngừng la trả con cho tao Mọi người nhanh đi Cứu bà Hoa nào Không là không kịp mất cả đống người hò hét lao qua những bụi cây rừng đi lên người cầm cuốc người cầm sẻng, người cầm cây tầm vông vừa đi vừa hò hét cho bọn chó sợ giết chết nó tiếng thằng béo vang lên giết giết trừ hại cho dân làng bà con ơi mọi người đồng loạt la lên phía trước bà hoa đang bị ba bốn con chó quây xung quanh tại bà cầm cuốc khua khoáng loạn xạ mắt long sòng sọc lên miệng không ngừng la chả con đây cho tao Trả con đây cho tao Rồi bà cầm cuốc bổ thẳng vào cái đầu con chó gần nhất Hoảng hoảng Con chó bị một cuốc chảy máu Rồi dậy mấy cái nằm im Con chó tình nãy giờ vẫn đứng đấy Mắt nó đỏ lè Nhìn vào mọi người đang chạy đến Đặc biệt tôi thấy ánh mắt nó cứ nhìn chòng chọc, chọc vào tôi Làm cho tôi sợ chết khiếp Rồi nó hú lên một hồi Quay lưng dẫn đàn chó chạy đi về phía sườn núi đối diện nơi đó đi thẳng vào rừng già chả con đây con ơi con ở đâu bà hoa bây giờ kiệt sức ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa kêu con bên kia có người các chú ơi thằng bẩm kêu lên thằng hợi là thằng hợi bà con ơi nhanh nhanh đưa nó về quả thật là nó còn sống một cách kỳ tích nhưng khắp người chỗ nào cũng có dấu răng chó trên tay bị ngạt mất một mảng thịt lớn Máu từ đó túa ra Nó chỉ còn thói thóp thở Con ơi Con ơi tỉnh lại đi Mẹ đây Mẹ ở đây rồi đừng sợ con ơi Mẹ ơi Con đau lắm Thằng hợi khó khăn rặn từng chữ ra Rồi nước mắt nó lăn dài trên má Có lẽ nó sợ hãi quá mức rồi Cũng phải thôi Nó vẫn là con nít Bị biến cố như vậy ai mà không sợ Mọi người tránh đường đưa thằng Hợi về nhà thầy lĩnh nào Nhanh nhanh Mạng người quan trọng Cũng may đêm đó thằng Hợi được cứu kịp thời Bị gãy mất ba cái xương sườn Và bị mất một mảnh da ở tay Rồi thời gian trôi qua cách ngày xảy ra chuyện một tháng Chúng tôi không còn thấy con chó tinh về làng bắt người nữa Tuy nhiên mọi người vẫn cử người canh gác túc trực cả ngày lẫn đêm. Làng tôi tạm thời đi qua trong bình yên. Mùa xuân năm 1947 ấy, tôi bước qua tuổi 12. Làng tôi yên bình không còn xảy ra những chuyện xui xẻo nữa. Cái Tết năm ấy làng tôi ăn Tết trong yên bình. Không ai biết con chó tình trước bây giờ đã đi đâu. Có người nói nó ăn đủ người rồi nên đi vào rừng sâu tu hành. Còn tôi, tôi cũng quên đi cái mẹo Ngày ngày ăn rồi ra đồng giúp bố mẹ Không thì đi chơi với mấy đứa cùng làng Thấm thoát thòi đưa Thời gian vụt qua thật nhanh Xuân qua hạ đến Những đứa trẻ như chúng tôi dần dần lớn lên Đứa thì rời quê đi lên thành phố kiếm việc Đứa thì ở nhà làm ruộng một vài năm nữa Lại dựng vợ gả chồng Còn tôi Theo hoài báo từ bé Tôi khăn gói ra thành phố làm thuê Cảnh làm thuê ngày đó khá vất vả Tiền cả tháng được có 5.000 đồng Cũng may là có nơi ăn ở Nên cũng có để về gửi cho cha mẹ Làm được một tháng trên thành phố Tôi cũng dần quen thuộc nhịp sống trên này Chỗ tôi làm là quán phở Hà Nội Nên thức khuya dậy sớm là chuyện bình thường Đêm đó thành phố trở lạnh À quên Nói thành phố cho ai Chứ ở đây chỉ là thị xã thôi nhé các bạn Tôi dọn dẹp quán tới khuya mới đi ngủ để sáng hôm sau dậy sớm làm sợi phở. Tầm khoảng 3 giờ sáng thì tôi tỉnh dậy. Mùa đông nên khách họ đi rất sớm cho ấm và ngồi ăn lai rai. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì dậy ra ngoài hiên để lấy đồ vào bắt đầu ngày làm việc mới. Bất chợt tôi thấy nhà kế bên. Nhà ấy cũng bán quán ăn nhưng bán món miến gà. Một cô gái tóc dài đang lôi côi dọn đồ. Lạ là lần đầu tôi gặp vì làm ở đây chưa thấy bao giờ. <laughs> em là ai mà giờ này loay hoay ở đó? Bị giật mình bởi tiếng kêu của tôi, cô gái ấy đánh rơi cả đống đồ, quay qua quay lại tìm nơi phát ra giọng nói. Ơ, ờ, em chào anh. Em mới đến làm việc ở đây nên anh chưa gặp em à? Ờ, Ồ, vậy hả? Vậy cho anh xin lỗi vì làm em giật mình nha. Anh tên Sún. <laughs> sao con trai lại kêu là sún anh à tại anh bị sún hai cái răng cửa nè nói rồi tôi nhe răng ra cười với cô gái ấy à mà em tên là gì dạ em tên thôi à, à ấy lộn em tên là thơm <laughs> vậy chào em nhé thôi tới giờ anh làm việc rồi hẹn em khi khác nói chuyện với em sau nói rồi tôi quay đi chẳng kịp để ý tới thơm nữa Công việc khá vất vả nên kéo tôi vào cuồng công việc. Tôi cũng quên luôn người con gái ban sáng gặp. Sau một ngày vất vả, tôi lại quay lên cái gác lửng thân yêu. Vừa định chập mắt thì nghe tiếng cạch cạch như có ai ném đá. Lạ, nên tôi ngồi dậy đi ra xem. Phía bên kia cách nhau chỉ là cái lan can nhà thôi. Thơm đứng đó vẫy vẫy. Anh xuống, anh xuống, em thơm nè. Còn nhớ em không? à thối à à nhầm thơm anh mệt quá quên em mất tôi gái tai cười trừ cái anh này em tên thơm chứ không phải tên thối à rồi rồi cho anh xin lỗi nhé thơm 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 được chưa khéo nịnh anh ăn gì chưa em có miếng bánh bà chủ cho nè em với anh chia đôi nhé thôi anh ăn rồi em ăn đi khỏi đói anh với em ăn cùng nhau cho vui Em cũng ăn nhiều rồi Nói rồi thâm bẻ đôi chiếc bánh Làm bằng bột ra Chia cho mỗi đứa một nửa Cả hai ngồi ăn rồi nói chuyện lịch sử đất nước con người Thế cũng khuya rồi Nên tôi bèn nói Thôi khuya rồi Sương xuống lạnh rồi về ngủ thôi em Kẻo ốm Ngủ sớm để sáng dậy làm việc nữa nhé Dạ Vậy em vào đây Anh ngủ sớm nha Tôi quay lưng đi vào nhà sau khi chào tạm biệt thơm. Bất thỉnh lình người tôi lạnh toát, giống như từ trong hầm băng chui ra vậy. Lông tóc dựng ngược lên. Tôi quay lại nhìn thơm thì không thấy đâu cả. Quái thật, người nhỏ mà chạy nhanh quá. Quay lưng vào đi ngủ, trong đầu không ngừng nhớ lại hình bóng thơm. Khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn. Ây da, suy nghĩ quá nhiều, Lấy tay vỗ vỗ đầu vài cái cho khỏi suy nghĩ mông lung Tôi chìm dần vào giấc ngủ sâu Trong mơ tôi gặp thơm Được dắt tay thơm rong chơi qua những cánh đồng đầy lúa mới Băng qua những cánh đồng ngô bạt ngàn Rồi bất chợt khi thơm không để ý Tôi hôn trộm má thơm một cái Tiền sửa bố mày thằng xuống Tao kêu mày rã cả họng mà mày nằm ngủ nướng à Mơ con nào à Muốn làm hay muốn nghỉ Tiếng bà chủ vang lên ngay bên tai Ờ, ơ mợ chủ, Ôi, con, con, xin lỗi, con ngủ say quá Con dậy ngay Đừng có nóng tẩu hóa nhập ma Tiền sư nhà mày Nhanh lên, làm không kịp thì tháng này tao trừ lương mày nghe chưa ấy mợ chủ thương con nhất mà đừng làm vậy Con làm nhanh lắm, kịp giờ mà Nói rồi tôi phóng dậy đi làm ngay Mợ chủ quát vậy chứ thương tôi như con trong nhà Nhà bà có hai người con Nhưng đi xa hết không ở đây chỉ còn hai ông bà bán quán ăn thôi. Công việc của tôi như mọi khi, xay bột, lọc bột và làm sợi phở. Cuồng quay một ngày lại bắt đầu, khách khứa bắt đầu vào khi vừa sáng. Hôm nay khách khá đông, một mình tôi chạy bàn khá mệt. Thằng xuống, qua đây ăn sáng đã để tao chạy cho. Dạ, mợ chủ thương con nhất nhà quá. Tiền sử bố mày, ăn cho nhanh mà làm. Liệu hồn, tí tuổi đã lo nghĩ tới cô nào rồi hôm sau mà dậy muộn ta đập chết nha mày Nhồm nhòm với tô phở trên tay tôi đánh cái vèo là xong khách bắt đầu thưa dần trời cũng sang trưa tôi mới bắt đầu nhớ đến thơm rồi lân la lại gần mợ chủ hỏi mợ ơi bên nhà bên có cô bé nào mới đến làm xinh lắm mợ ạ à? á à nhanh nhỉ tao còn chưa biết nhà bên đó có người mới mà mày biết rồi à làm quen nhanh nhỉ Có đâu mà ở cứ trêu con Con vô tình gặp thôi Tôi cố tỏ ra vô tội Ủa mà nó tên gì Lạ nhỉ Tao gặp bà nhà bên đó hoài Sao không thấy bà nói gì ta Mở chủ bắt đầu tò mò hỏi tôi Con nghe thơm nói Mới đến vài hôm nay thôi À thế thì còn phải Mà thôi dọn dẹp đi Đi nấu cơm chiều còn bán Liệu hồn nghe chưa làm bậy bạ trong nhà ta là ta tống cổ nghe chưa dạ dạ con biết rồi gì đâu mà bậy bạ công việc cứ thế trôi qua rồi buổi đêm tới hôm nay tôi háo hức làm thật nhanh công việc tắm rửa sớm để gặp thơm hôm nay là đêm rằm nên trăng rất sáng tôi đã lên căn gác của mình được một lúc rồi nhưng hôm nay chưa thấy thơm gọi bất chợt tôi mở hé cửa ra nhìn sang bên đó xem có thấy thơm không trước mắt tôi phía xa xa có một cái bóng trắng lượn lờ gần lan can thoát ẩn thoát hiện tôi thấy thế giật mình rụi rụi mắt đóng cửa lại cái trầm vừa lúc đó thì tiếng gọi của thơm vang lên anh xuống ơi anh xuống em thơm nè sao hôm nay ngủ sớm mà mở cửa ra tôi vuốt vuốt lại mái tóc chào thơm anh chưa ngủ đâu anh đang đợi em ra để nói chuyện với em đây Gớm Chạy lớn thế này chưa có người yêu à hay sao mà đợi em Anh chưa Anh mới ra đây làm Đã biết gì mà yêu đương em Mà nhà Thơm ở đâu Năm nay Thơm bao nhiêu tuổi rồi Dạ Nhà em ở làng Thanh Xá Hà Lĩnh đó Em năm nay vừa tròn 18 Còn anh Ủa sao trùng hợp vậy Anh cũng ở làng Thanh Xá Hà Lĩnh Sao anh chưa bao giờ gặp em gớm Làng thanh xá rộng bao nhiêu anh có biết không Mà đòi biết hết cả làng Em ở đội 12 gần rừng rồi À Vậy anh ở đội 2 xa lắm Chắc anh không biết thật rồi Mà thơm lên đây làm với ai trên này Em tự đi xin thôi Cơm ăn nuôi ở Tháng được 3 ngàn rưỡi gửi về cho bố mẹ Thế hả Bên đó làm có cực lắm không thơm Không anh ơi Bên này làm nhàn lắm Vậy anh lên đây làm lâu chưa? Anh làm được 3 tháng rồi. Tính cuối tuần này về thăm nhà này, em có về không? Tôi hỏi lại Thơm. Không, em không được về. Khi nào xin được nghỉ thì em về. Tôi và Thơm trò chuyện quên cả trời đất. Trời đã muộn nên chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà đó đi ngủ để có sức làm. Ngày hôm sau vừa 3 giờ hơn là tôi tỉnh dậy. Hôm nay lòng bỗng vui lạ thường. Có lẽ do tác động từ cuộc trò chuyện với Thơm nên tôi làm việc hăng say. Thằng Sún, nay sao làm việc hăng say quá ta? Còn huyết sáo nữa. Tối qua nói chuyện với em yêu hả? Mở chủ không biết từ khi nào chống nảnh, đứng trước cửa nói thè thé vào rồi. Ừ, đâu có ai đâu mở, mở cứ treo con. Tôi ngượng ngùng phản bác lại. Tao thèm vào, Tối cao tao thấy rồi đẹp gái đó chấm ngay ráng làm đi sau này cưới về tao chỉ cho buôn bán thật hàm mỡ à mà con mới quen người ta cưới xin gì mỡ thôi con làm việc đây à mà cuối tuần này cho con về nhà thăm bố mẹ con nha Ờ, ừ, khi nào về nói tao gửi ít quà biếu bố mẹ mày dạ con cảm ơn mợ nha rồi thời gian thoáng cái đã đến cuối tuần Mối quan hệ của tôi và Thơm vẫn như ngày đầu, vẫn vài câu hỏi không có chủ đề nào, mới quay đi quay lại. Hôm nay tôi đã chào Thơm để sáng mai còn đi về sớm. Thơm ơi, mà anh về quê rồi, mấy hôm anh lên nha. Vâng, anh cứ về đi, có phải về luôn đâu mà ly biệt vậy anh. Ừ, ờ, thế em ở lại mạnh giỏi nghe. Nay đi ngủ sớm nha. Tạm biệt Thơm về căn gác quen thuộc tôi dần chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ tôi gặp thơm, hai chúng tôi đi chơi đi dạo quanh cánh đồng làng thân yêu của tôi. Nắm tay thơm đi khắp các nẻo. Bất chợt thơm bóng biến mất ngay trước mắt tôi. Rồi tôi cố gắng gọi, cào đát cả cổ nhưng không thấy. Trước mắt tôi xuất hiện một cô bé ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù. Anh Sốn, anh còn nhớ em không? Mày là đứa nào? Đi ra đi, ta đang tìm bạn tao Bạn anh tên Thơ mà Anh không nhớ em sao Em là mèo đấy Nghe tiếng mèo xong Mắt tôi chừng lớn Nhìn chằm chằm vào cô bé ấy Đúng là mèo rồi Cái đứa ăn xin ở góc đa ngoài làng Sao mày bé tí vậy Ăn mãi không lớn à Bao nhiêu năm rồi mày đi đâu Em lớn rồi anh không biết thôi Em vẫn luôn theo anh mà Thôi em đi đây trời sắp sáng rồi Đi đường bình an anh nhé Nói rồi nó biến mất ngay trước mắt tôi Tôi chỉ đứng im nhìn theo Mèo Mèo ơi quay lại Tôi hét lên rồi giật mình tỉnh dậy Mồ hôi ướt mềm Thì ra đó chỉ là giấc mơ Vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo Nhìn sắc trời cũng đã gần sáng Tôi thu dọn hai bộ quần áo Bỏ vào cái bao sắc rắn Rồi xách đồ xuống nhà Hôm nay tôi về nhà Nên mợ chủ đã dạy làm phở sớm Ông chủ thì ít nói nên đang làm lì say bột Chào ông và mợ con xin phép về quê mấy ngày thăm bố mẹ ạ à? Ờ ừ, đi đi Ra đường nhớ cẩn thận không bị móc túi nghe chưa Đây là tiền công tháng này Còn đây là ít bánh gạo với một nghìn đồng Tao à, biếu ông bà nhà Đem về nghe chưa Sao ông mợ cho con nhiều vậy ạ à? Cất đi, dành dụ mà cưới vợ. Thôi đi đi, bắt đúng xe nha chưa? Dạ, con đi nhà ông mở. Dạ bến xe bắt đúng chiếc xe hay đi về gần làng tôi. Đây là chiếc xe quen thuộc, khói nghi ngút nhưng mà tiện lợi, đỡ phải đi bộ. Lắc lư lắc lư theo con đường đá khập khiễng, tới gần trưa tôi mới về gần đến làng. Vì đường trong làng xấu nên xe đi đường khác qua làng khác. Tôi đành cốt bộ về nhà. Nơi đó là nơi thân yêu của tôi sau ba tháng xa nhà. Bố mẹ ơi, con về rồi. Tôi hít gió lên rồi hét thật to. háo hức khi sắp được về gặp bố mẹ, tôi như một đứa trẻ lên ba nhảy chân sáo trên con đường vào làng quen thuộc. Lâu lắm rồi, mùi khói, mùi đất, mùi ruộng nơi đây, nơi gắn bó với tuổi thơ của tôi. Tháng này là tháng bắt đầu cày bừa để gieo xạ trên đường ai cũng tấp nập rộn ràng chào bác cả bác tư à chào cháu mày là đứa nào tao quên tên mất rồi cháu là thằng sún đây bác không nhớ à à thằng sún tổ sư nhà mày đi xỉ phố mới về à chà này đã dáng gớm hay à răng nay về rồi dạ cháu được nghỉ làm xin về thăm bố mẹ ạ à? Ê, đứa về đó Bố mẹ mày đang ở nhà đấy Dạ vậy cháu xin phép cháu về Chà cái thằng này lớn Ngoan gớm Chào tạm biệt bác cả Tôi nhanh chân chạy về nhà Nhà tôi nằm lọt thỏm giữa xóm Nên chạy qua một số nhà đều gặp hàng xóm Ai cũng hỏi hàn đủ chuyện Bố mẹ ơi Con về rồi này À anh xuống về rồi Bố mẹ ơi anh xuống về rồi Tiếng con em gái tôi vang lên trong sân Nào, là anh bé nào Lại ở nhà có ngoan không? Có nhớ anh không? Em ở nhà ngoan lắm Nhớ anh xuống lắm Anh xuống đi đâu mà lâu về với em vậy? Anh xuống đi làm Anh cho lại bánh này Nói rồi tôi móc mấy chiếc bánh mở chỗ cho ra đưa cho lại Em xin Xuống về rồi hả con? Tiếng mẹ tôi vang lên Ông ơi, con nó về đây này. Mẹ tôi chạy lại, vỗ đầu tôi như lúc còn bé. Mới xa mẹ có mấy tháng mà dường như cả năm trời. Tóc mẹ hình như lại có thêm vài sợi bạc nữa rồi. Cũng phải thôi, đói ăn lao động cơ cực, cực quá. Chiến tranh triển miên làm sao mà đủ sức mà khỏe. Xuống na à về rồi hả con? Ông ở chủ trên đó có khỏe không? Bố tôi từ ngoài vườn đi vào trên tay còn bác cái cuốc. Con chào bố mẹ, con mới về. Ông ở chủ trên đó vẫn khỏe. Bố mẹ cuốc đất trồng khoai à? Ờ, ừ. này thất thoát tiền trồng ít khoai mà ăn chứ gạo không đủ. Thôi à, vào nhà, bà nó nấu cơm cho con ăn nào. Hôm nay con về, bà ra chợ xem có ai bán thịt thì mua chút cho con ăn. À, tôi quên nói, thời này là sau cuộc cách mạng cải cách ruộng đất Thế cho nên ở quê tôi nhà nào cũng được cấp phát ruộng lấy từ địa chủ phát ra Thời này nhà ai cũng có ruộng Bỏ chế độ địa chủ nhé À, hoan hô bố Hôm nay được ăn thịt rồi Cả năm nay chưa được ăn miếng thịt nào Dạ, thưa bố mẹ Đây là tiền công con làm mấy tháng nay Còn đây là tiền mợ chủ biếu bố mẹ và ít bánh Tôi móc trong đai quần ra 16.000 đồng đưa cho bố mẹ. Sao con không ăn tiêu gì hay sao mà cầm về hết cho bố mẹ vậy? Mở chủ cho con ăn ở rồi nên con không cần dùng đến ạ. Cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm gia đình xuông vầy. Em tôi là người vui nhất vì hôm nay được ăn thịt lợn. Cứ ríu rít chạy khắp nhà. Đến tối tôi xin phép bố mẹ đi tìm mấy đứa bạn trong làng chơi. Dạ thưa bố mẹ, con xin phép ra làng chơi với bạn con. Con đi cẩn thận nha. Về sớm chứ khuya không tốt Về ngủ sớm Dạ con đi Đi ra khỏi nhà Vòng ra con đường làng quen thuộc Nghe tiếng dế kêu gió rít qua kẽ lá Mùi đồng ruộng Mùi gió thơm lòng tôi nhẹ bẫng Ê xuống Về khi nào đó Sao không báo cho anh em biết Tôi giật mình quay người lại Ủa Mày là thằng hợi con bà Hoa phải không Sao này nhìn mày khác vậy Nay mày làm gì rồi Ờ tao hợi đấy Này ở nhà làm vài vuông ruộng thôi Mày sao rồi Nghe nói lên phố làm ăn hả Có khá không Ờ tao làm ở trên cũng đủ ăn uống thôi Mà sao có mình mày à Đi chơi à Ờ đi ra đầu làng chơi với tao không Nó bỗng rủ tôi đi chơi Đi đi Lâu rồi không về làng Thôi Đi Vừa đi vừa nói Tôi và thằng Hợi sánh vai vừa đi vừa nói chuyện Nó chỉ được nói được vài câu Lấp lửng tôi cũng khá là lạ với nó Vì trước đây nó nói rất nhiều Ra đến đầu làng Nơi có cây đa to ngày xưa ấy Đêm nay cũng gần rằm Trăng cũng sáng mờ mờ Tạo lên khung cảnh mờ ám rợn rợn Ê xuống Mày còn nhớ mấy đứa chết ở đây ngày xưa không? Nói rồi nó chỉ vào gốc đa có mấy cái miếu nhỏ dựng tạm dưới gốc có, tao nhớ chứ. Tao nhớ là có mấy đứa chết luôn ấy, còn người lớn thì không đếm hết. Tôi vừa nói xong thì quay lại không thấy thằng Hợi đâu nữa. Quái lạ, mới quay qua nhìn gốc cây một cái là không thấy nó đâu. Tôi quay qua quay lại tìm, vừa kêu ầm lên. Hợi ơi Hợi, mày chơi kỳ vậy sao trốn đi đâu rồi? Tôi kêu ầm lên một lúc cũng không thấy nó xuất hiện. Không lẽ nó chạy về nhà có việc hay sao? Từ phía xa có vài ánh đèn đang chạy lại phía tôi. Thằng kia, mày là con nhà ai mà đêm tối đứng ở đây hả? Có biết là đêm tối ở đây nguy hiểm lắm không? Ơ, ờ, ủa, thằng béo, thằng bợ mà. Tao xuống nè, không nhận ra tao à? Xuống? Ủa, xuống sao mày ra đây? Mà mày về khi nào? Đêm tối ra đây làm gì? Đi về đi. Thằng hợi con bà Hoa, nó rủ tao ra đây mà nó đi mất rồi chết mẹ đi đi về đã hai đứa nó khoác vai tôi kéo tôi về làng không nói câu nào khi về tới đầu làng hai đứa đó mới thả tôi ra thở phào dáng vẻ nhẹ nhõm lắm mày cho mày hôm nay bọn tao đi tuần ra đây thằng hợi nó chết rồi chết kinh tởm lắm nó chết trôi sông ngay ở chỗ cây đá ấy người ta tìm thấy nó thì đã bị cá rìa hết rồi mày đi lên phố đi làm là nó chết Dạo này trong làng hay bị mất trộm và có người chết nên bọn ta phải đi tuần tra đêm. Có người ngoài làng bị nó dụ ra ngoài này ban đêm rồi. Ủa? Nó chết hồi nào? Sao bố mẹ tao không nói? Lúc nãy rõ ràng là nó mà. Nó về dụ mày ra đó đó. Nghe người ta nói nó chết oan kiếm người chết thế đó. Mày cho mày đó nghe. Nghe đến đó tôi bỗng rùng mình. May thật. May hôm nay có hai đứa bạn không thể chết mất Số phận con người thật hầm hiu Cách nhau ba tháng mà người đã nằm đó rồi Lòng tôi bỗng nhiên buồn vô cớ Thôi tụi mày làm việc đi Tao xin phép về nhà trước Ngày mai gặp tụi mày sau nha Ờ, ừ, đi về đi Đi cẩn thận nhé Mai gặp Chào tạm biệt hai thằng bạn ra về Trong đầu tôi bất chợt hiện ra hình ảnh thơm Nụ cười đó còn đọng trên môi Tôi nhớ thơm quá Tôi về đến nhà Bố mẹ và các bác còn đang ngồi uống nước nói chuyện Tôi vội cất lời chào các bác Cháu chào các bác Các bác sang chơi à? Thấy tôi chào bác Cả nhà tôi quay sang nói Xuống đi chơi về à? Sao đi về sớm vậy cháu? Nãy bác qua vừa thấy mày đi mà Tôi dạ dạ trả lời cho qua chuyện Dạ bác cả Cháu đang ngoài không có ai chơi Nên quay về ngủ cho khỏe bác ạ à. Này cháu đi đường cũng hơi mệt thấy tôi nói vậy bác cả cũng không nói gì nữa bố mẹ tôi vẫn ngồi đó nói chuyện với các bác còn tôi miên man đi vào trong buồng nằm ngủ trước hôm nay là gần rằm nên trăng cũng khá là sáng chiếu vào qua khe cửa nhỏ ở trên mái nằm một lúc rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ say anh xuống anh xuống chạy đi chạy nhanh đi tiếng một đứa con gái kêu vọng từ xa vang vào tai tôi Trước mắt tôi đang đứng ngay cây đa đầu làng Tôi không biết từ khi nào tôi đã đi ra đây Và đi bằng cách nào nhỉ Tôi vội lên tiếng Ai đấy? Ai kêu tôi vậy? Ra đây xem nào Chạy đi Thằng hợi nó dẫn anh ra đây hại anh đấy Anh chạy đi Tiếng còn nhỏ lại vang lên Tôi bực quá quát to lên Cô là ai thì ra đây cho tôi xem nào Nói như vậy tôi không tin đâu Thằng hợi nó chết rồi làm sao mà hại tôi được Đúng Tao không hại mày được Tao muốn giết mày thôi Tiếng một người bất chợt vang lên ngay sau lưng tôi Tôi hét lên một tiếng vì giật mình rồi quay người lại Hợi à Sao mày ra đây làm gì giờ này nữa Tôi hỏi nó Tao ra đây để giết mày đấy Nó nói rồi cười nhăn răng lên Mày đừng có đùa nha Lớn rồi không nên đùa như vậy nữa Nó không đùa đâu Nó cố dẫn anh ra đây để giết anh đấy Nó là ma đấy Nó đang tìm cách hại Để thay thế cho nó đấy anh ơi Anh chạy nhanh đi Tiếng người con gái vang lên Lần này ngay sau lưng tôi Tôi rùng mình một cái Lúc nãy là thằng hợi làm tôi giật mình Giờ tới lượt cô gái này Tôi vội vàng quay qua ủa thơm em là thơm sao em về đây khi nào vậy mà sao về không báo cho anh em vừa về lúc chiều anh nhanh quay lại chạy đi nó hại anh đấy nói rồi thơm đẩy tôi đi ra một phía khác ngược lại với bờ sông và cây đa lúc này thằng hợi bỗng cười vang lên những tiếng rùng rợn rồi khuôn mặt nó rơi ra từng mảng thịt từng mảng một rớt xuống cách tôi không xa từng khúc xuống ra cái miệng chỉ còn xương và trắng ợn nó vẫn cười cái cổ không có thịt chỉ có xương lắc lư lắc lư bây giờ nhìn lại cả người nó như bị thối giữa nước nhỏ xuống theo từng thớ thịt má má có ai không cứu tôi với tôi hét lên nắm tay thơm chạy về phía cổng làng mày chạy đi để xem làm sao mày chạy thằng hợi bất chợt nói vọng lại bằng một cái giọng nói lạnh lạnh và ồm ồm nó tiến dần về phía tôi lúc này chân tôi như cột hàng tạ sắt vào chân nó nặng chiếu tôi không tài nào nhấc chân lên được vừa sợ vừa quay lại phía thằng hợi nó đang lê thê từng bước dần về phía tôi bàn chân không thịt chỉ có khung xương khiến nó di chuyển chậm rãi như bò vậy anh chạy đi chạy trước đi thầm nói và tay tôi được cố gắng đẩy tôi đi về phía trước không có chạy thì cùng chạy không thì cùng chết anh là đàn ông không thể để em liều mạng được tôi quát lại thơm em bảo anh chạy đi em chạy được em có nói em đi chết đâu chạy đi anh nhưng mà chân anh nặng lắm không nhấc lên được tôi nói lại nghe tôi nói thơm cúi xuống chân tôi xoa xoa hai bàn tay vào trên hai đầu ngón chân cái của tôi tôi thấy dễ chịu hẳn và đã nhấc chân lên được Tôi nắm lấy tay Thơm vừa định chạy thì Thơm nói Anh chạy về làng anh đi Em chạy về làng của em Anh đừng lo Hai đứa tụi bay Đứng khỏi tay tao Tiếng thẳng hợi đang ngay phía sau Bất chợt nó duỗi hai cánh tay xương ra Túm cỏ áo hai đứa bọn tôi Kéo lê về phía cây đa cạnh bờ sông Thả tao ra Thả cô ấy ra Tôi hét lên Tay đấm loạn xạ vào cánh tay xương của thằng Hợi Nhưng không được Nó quá chắc Tay tôi chảy máu rồi Đi chết đi Nó nói Rồi bất chợt sách bỗng tôi và Thơm lên Liệng mạnh một cái Tôi chỉ kịp thấy tôi và Thơm bay rớt xuống sông Để ngoi lên thì một cánh tay đẻ tôi ngập sâu vào nước Tôi chỉ kịp la lên Thả tao ra Có ai không Cứu chúng tôi với Không Không xuống xuống ơi xuống tỉnh lại đi con mơ gì mà ghê vậy con bỗng tiếng bố mẹ tôi vang lên bên tai tôi tôi giật mình tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm cả lưng may quá chỉ là một cơn ác mộng mẹ bố con mơ thấy ác mộng con không sao tôi vội nói để bố mẹ đỡ lo con không sao rồi bà nó ạ à. thôi à, bà về phòng ngủ với con lại đi để tôi nằm đây ngủ với nó Bố tôi nói xong rồi nằm xuống cạnh tôi Có bố nằm cạnh nên tâm trạng tôi đỡ sợ hơn Tôi gạt cơn sợ hãi lúc nãy ra và chìm dần vào giấc ngủ say Mày tưởng mày thoát được tao sao? Không có đâu Tao đã để ý đến mày rồi Đừng mong thoát khỏi bàn tay của tao Một giọng nói lại vang lên bên tai của tôi Tôi lại choàng tỉnh dậy Nhìn qua bên cạnh bố tôi đã chìm vào giấc ngủ tiếng thở nhẹ nhè. Tôi lắc lắc cái đầu, nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài cái lu bên hiên nhà rửa mặt cho đỡ căng thẳng. Vừa mở cửa ra ngoài, một cơn gió lạnh không biết từ đâu ùa về, làm tóc cái tôi dựng đứng lên. Tôi sợ hãi định quay người đi vào, thì bất chợt phía xa xa, nơi đó là một bụi tre cao, nằm ngay gần vườn nhà tôi, phía trên ngọn cây có một bóng người đang đứng, mặc một bộ đồ trắng toát gió phất vờ đưa qua đường lại theo ngọn tre hôm nay mắt mình có vấn đề thì phải tôi lẩm bẩm nói tôi vội vàng rụi rụi mắt vài lần nhìn lại cho rõ rõ ràng là có người trên đó tôi biết tôi đã nhìn thấy gì rồi mà đó là ma không phải là hoa mắt vội vàng vứt cái gáo rửa qua một bên ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vừa chạy được ba bước sau lưng tôi lại là một cơn gió lạnh lại thổi lên chân tôi cứng đơ tự nhiên người tôi xoay lại không biết từ lúc nào cái bóng người trên bụi tre kia đã đứng trước mặt tôi tôi lắp bắp nói run run à, ai ai đấy đêm hôm khuya khoắt làm gì mà còn vào nhà tôi đi khỏi làng này ngay đi ngay nếu không muốn chết nghe chưa tiếng người đó vang lên là tiếng con gái các bác ạ à? ôi mà nữ Quả này chúng mánh rồi Cô là ai mà sao lại đuổi tôi ra khỏi làng Cô là ai mà lại uy hiếp tôi Tôi phản bác lại Vẫn chưa hết luôn Tôi là ai không quan trọng Tính mạng anh và gia đình anh đang gặp nguy hiểm Anh phải rời làng đi ngay Nếu không chết Tôi không đi Vừa về nên phải ở lại nhà vài ngày nữa Ngu ngốc Ngu ngốc Người đó nói xong thì gỡ cái tấm vải che mặt ra Trước mắt tôi một khuôn mặt giỏi bỏ Bỏ lúc nhúc Hai con mắt lồi ra Chỉ còn xíu da bám vào đang treo lủng lẳng bên ngoài hốc mắt Từ trong mồm miệng mũi Những con giỏi đang mò qua mò lại Cảnh tượng thật là kinh tởm xảy ra trước mắt tôi m ma ma bố mẹ ơi cứu con con ma cứu con với bố mẹ ơi tôi là to lên quả này sắp đái ra quần rồi. Rầm. Đứa nào trêu chọc thằng con tao đấy? Mẹ chúng mày. Bố tôi từ trong nhà chạy ra, tay cầm một con dao quắm, chân đạp cái rầm một cái vào cánh cửa, rồi mở toang ra lao ra ngoài. Tôi thì sợ quá đứng khung người, nước mắt nước mũi tèm lem. Bố ơi còn gặp mà nó ghê lắm, còn sợ quá bố ạ. À. Mà đâu mà đâu, Chắc còn mới về nên mệt nhìn gà hóa quốc đây Bố tôi nói rồi cầm con dao đi loanh quanh mái hiên nhìn nhìn Lúc nãy còn thấy nó ở trên ngọn tre ấy Rồi nó đứng sau lưng con này Thôi à, đi vào ngủ đi Chắc còn mệt đấy Nay gần rằm nữa không tránh được Bố tôi nói rồi đỡ tôi vào trong nhà Có chuyện gì mà từ tối tới giờ Cứ như người mất hồn vậy xuống Mẹ tôi đã đi từ trong nhà ra rồi hỏi khi tôi vừa vào trong nhà Bà im đi Để cho con nó đi ngủ Gần sáng rồi Nó mệt nên nhìn gà hóa quốc thôi Bố tôi quát lại mẹ tôi Thôi Có bố mẹ ở đây con nói luôn Thằng hợi nó chết rồi phải không bố mẹ Chết thật Bố tôi vỗ đùi kép bếp Tôi biết bà sợ ý quá Không nói với con chuyện này Ai nói cho con mà con biết vậy Mẹ tôi lại cần xoa đầu vào Ngồi xuống cạnh tôi Dạ lúc tối còn gặp thằng Hợi Nó dẫn con ra đầu làng chỗ cây đa ấy Rồi nó biến mất Mày có thằng béo với thằng bợm chạy ra kịp Không thì con không biết làm sao nữa Bố tôi nghe kể Thì vỗ đùi cái đét tôi nói Chết thật bà nọ Tôi nghe người làng đồn thổi Mà tôi không có tin mấy cái chuyện ma quỷ này Mẹ tôi thì vẫn ngồi đó Khuôn mặt lo âu cái chuyện này giờ tính sao ông Còn nó mới về mà đã xảy ra chuyện như vậy Tôi lo lắm Phủi phủi cái mồm bà vừa thôi Vớ vẩn Đúng là đàn bà nói mấy cái linh tinh Vô đi ngủ đi mai tính Nói xong ông quay lưng đi vào buồng Thôi gần sáng rồi mẹ vào ngủ đi Con không sao đâu Tôi đẩy mẹ vào buồng trong Rồi cũng lững thững đi về giường nằm với bố Cơn buồn ngủ ập đến, tôi chìm dần vào giấc ngủ mộng mị lần này không còn mơ ác mộng nữa dậy đi dậy đi anh xuống ơi sáng bảnh mắt rồi còn ngủ lêu lêu tiếng cái lại vang lên bên tai rồi rồi anh dậy rồi lại giỏi quá dậy sớm quá ta tôi vừa nói vừa xoa đầu em gái em dậy nấu cơm với mẹ này anh dậy xúc miệng để ăn cơm cả nhà đang chờ vội vàng dậy vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào mâm cơm gia đình bố mẹ và em gái đã chờ sẵn con mời bố mẹ ăn cơm mời anh xuống ăn cơm tiếng con em gái tôi mời con mời cả nhà ăn cơm tôi cũng mời theo thôi ăn cơm đi con ăn xong rồi sách này chuối mẹ treo sẵn ngoài hiên kia đi qua nhà bà hoa thắp hương cho thằng hợi nha mẹ tôi dặn ăn vội chén cơm thu dọn xong Tôi làm vội ly nước trẻ rồi chào bố mẹ. Tay sách này chối qua nhà bà Hoa. Bác Hoa ơi! Bác Hoa! Bác Hoa có ở nhà không ạ? Tôi đứng ở ngoài cổng gọi lớn vào trong. Ơi ơi! Đứa nào sáng sớm gọi tao đấy hả? Vẫn cái giọng loa làng như ngày nào. Một người phụ nữ tóc bạc điểm đầu, dáng vẻ tiểu tụy khắc khổ, khuôn mặt hiện lên vẻ đau thương đi ra mở cổng rồi cất tiếng. Con nhà ai đây? Sang đây sớm có chuyện gì? Ờ, bác Hoa, cháu là sún đây bác không nhớ à? Thằng xuống răng đây. Tôi nói rồi nha cái răng ra cho bác coi. Xuống nào nhỉ? Vỗ vỗ cái đầu. À, thằng xuống, thằng xuống con nhà quốc lũi, phải không? Tiền sử bố mày đi đâu mà giờ mới về? Bác cứ trêu cháu, cháu đi làm trên thị xã mới về, Mẹ cháu biếu bác nải chuối thắp nhang Cho thằng hợi nè bác Tôi đưa nải chuối qua tay bác Bác xin Vào nhà đi Bác đặt chuối lên rồi cháu thắp hương Đi đi, vào đi cháu Vào trong nhà Ngôi nhà vẫn vậy sau bao năm Vẫn cái sân đất ngày nào bọn tôi hay chơi Vẫn bộ bàn ghế tre để trước cửa nhà lớn Về bên trên có hai tấm ảnh thờ trắng đen Một lớn một nhỏ đó là bố thằng hợi và tấm bé là hình thờ của nó tôi đốt nén hương bác hoa đặt nải chuối lên rồi khấn hợi ơi mày sống khôn chết thiêng thì về phù hộ cho mẹ mày phù hộ cho cả làng mình bình an đừng hại người mang tội ở dưới đó có thiếu gì thì về báo cho bác hoa đốt cho nhé khấn xong tôi ngồi nói chuyện với bác hoa đang nói chuyện bóng bàn thờ nơi có bát hương thằng hợi bùng cháy đỏ rực Gây giận từng ánh lửa đỏ ửng bốc lên tôi và bác hoa đứng nhìn chân chân lên dường như trong ánh lửa đó lóe lên một ánh mắt người cái di ảnh của thằng hợi thì chẳng biết khi nào đã bị lật úp xuống đợi ánh lửa tắt tôi xin phép ra về trong lòng vẫn còn nỗi hoang mang tột độ tôi về nhà vẫn chưa ngừng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra khi nãy ở bên nhà thằng hợi nữa xuống về rồi à con bác hoa có khỏe không con mẹ tôi từ trong nhà đi ra rồi hỏi dạ khỏe mà mẹ ơi tự nhiên lúc nãy bát nhang thằng hợi nó cháy dữ lắm Ảnh tự nhiên bị lật úp lại con sợ quá mẹ ạ chết thật chắc còn điểm gỡ gì rồi khi nào con lên thị xã lại dạ chắc ít hôm nữa con xin phép đi lên đó thôi ở nhà gặp bao nhiêu chuyện xui rủi quá mẹ ạ con xin phép tôi chào mẹ rồi đi vào nhà phải đi thôi ở nhà gặp bao nhiêu chuyện lạ quá làm tôi hoang mang lo sợ từ khi về nhà mới được ba hôm mà gặp bao nhiêu điều ma mị tối nay phải ra gặp mấy thằng bạn nói chuyện mới được tôi đến ăn cơm xong tôi xin phép bố mẹ qua nhà một thằng bợm và béo chơi hôm nay đúng là đêm trăng rằm nên trăng rất sáng Đi ra đường làng, lác đác cũng có vài cặp yêu nhau dẫn nhau đi dạo ra phía ngoài cổng làng. Nơi gần gốc đa đầu làng thường hay mát và sạch sẽ. Hoặc là lên đập nước cách làng không xa. Những đêm trăng sáng các cặp đôi yêu nhau thường hay ra đó tâm sự. Giá như thơm ở đây thì tôi cũng dẫn em ra đó ngồi. Miền man suy nghĩ tôi đi đến nhà thằng bợm từ bao giờ. Tiếng chó sủa inh ỏi. Tôi vội cất tiếng. Bợm ơi, có nhà không? Bà ơi, có nhà không tao xuống nè. Ờ ơi, ơi xuống à, đợi tao tí, tao ra ngay. Tiếng thảm bậm vang lên từ trong nhà. Đây đây, này mới biết mò qua nhà tao à. Đi chơi đi, qua rủ thằng béo đi ra đập chơi đi. Lâu rồi không lên đập không biết còn đông không. Tôi nói rồi khoác vai thằng bậm đi. Đi thì đi, Nói rồi, nó ngoái đầu lại kêu to. Bố mẹ ơi, con đi chơi với bạn tí con về. Thú thật bọn tôi lớn rồi, nhưng đâu cũng phải lấy phép như vậy hết. Nếp sống nó quen như vậy rồi. Hai đứa khoác vai đi mấy bước chân là đến nhà thằng Béo. Tôi với nó đi thẳng vào nhà thằng Béo luôn. Nó đang nấu cám lợn. Chèo Béo ơi, ra đây xem ai đến này. Thằng Bớm, nói giọng cợt nhà. Chèo cái thằng bố nhà mày ấy tiếng thằng béo chỉ vọng ra nó từ sau vườn đi vào đi chơi đi béo nay lên đập chơi đi tôi rủ nó đi thì đi mà lớn rồi lâu lâu mới về nay làm ít điệu chuối ngâm đi bố tao có hũ này để tao xin ít nhâm nhi cho biết mùi được ý kiến hay kiếm thêm ít lạc giang nữa nhà mày thằng bợm nó vọng vào một lúc sau thằng béo đi ra trên tay cầm theo một chai rượu nhỏ và một bọc lạc to gói trong giấy báo. Bà đứa bọn tôi đi ra đường làng, rẽ ra hướng lên đập nước. À, chưa giới thiệu cái đập. Cái đập này là dùng dự trữ nước tưới hoa màu cho những vuông ruộng cao hơn mực nước từ sông đổ vào, nên cũng không lớn lắm. Được cái sâu và nằm trên cao nên nước trong vắt. Lên đến bờ đập, hôm nay trăng sáng mà khá ít người, lác đác có vài cặp. Chúng tôi bày lạc và rượu ra đất ngồi xòa xuống nền cỏ luôn. Nhầm nhì ly rượu, lần đầu tôi uống nên khá là đắng. Ngồi được một lúc tôi bất chợt hỏi. Ê, tụi bay, tao thắc mắc vì sao thằng Hợi nó lại chết vậy? Tụi mày nói cho tao nghe đi. Mẹ, đang yên lành, mày nói làm gì? Mất vui. Thằng bợm quát lên. Tao tò mò thôi, bể mấy hôm nay tao toàn gặp ác mộng và những chuyện đâu đâu à? Kể tao nghe đi. Tôi cố nói thêm nó chết đuối Tám ngày sau người ta tìm thấy nó nằm ở dưới gốc đa đấy Tìm mấy lần không thấy mà hôm đó lại thấy Bọn tao có ra coi Ám ảnh đến da mất Khuôn mặt không còn chỗ nào nguyên vẹn Hai hốc mắt thì bị mất Cá nó rỉa hết thịt bên trên mặt Còn mỗi cái đầu lâu trắng ẩn Tao về bỏ cơm cả ba ngày chứ ít Thằng béo nói Tao thấy còn ghê hơn nữa kìa Xác nó trương phình như quả bóng cao su ấy Ra tay chân nó lóc ra từng mảng gọi lão út ngoài đầu đình vào mà lão còn kinh mà mà không hiểu sao nhấc lên máu vẫn chảy sau mấy hôm đó có mấy người thấy nó cứ lợn vợn ở ngoài đó ghê bỏ mẹ chỗ đó giờ chả ai dám ra nữa thôi uống đi xuống chắc ít hôm nữa tao lên thị xã lại ở nhà gặp mấy chuyện đâu đâu không à tụi mày có định kiếm cái gì làm không hay ở nhà làm đồng với bố mẹ tao thì muốn đi mà bố mẹ chưa đồng ý còn mày thì sao béo Thằng bợm hỏi với qua Tao thì chắc qua năm tao xin đi lính mày ạ à. Đỡ cơm cho bố mẹ nuôi mấy đứa em nữa Thôi đến lúc đó rồi tính Ăn uống đi Này chẳng sáng ghê Lúc này bọn tôi nói chuyện miên man Quên cả giờ giấc Nhìn lại trên đập không còn bóng ai cả Họ đã về từ lúc nào Đêm cũng đã lạnh Tôi đứng dậy loạn choạng sau vài ly rượu tìm chỗ giải quyết nỗi sầu bi ai ở trong bụng. Tôi đi cách xa bọn nó một đoạn, gần đó có một cái cây sung cũng khá lớn, tán xung xuê ra hai bên. Bọn trẻ trong làng thường hay lên đây trèo cây nhảy xuống tắm đập. Đang loài hoài móc súng ra bắn chỉ thiên, thì vô tình tôi ngước mặt lên, nhìn lên ngọn cây sung. Một người đang đứng vắt vẻo trên đó. Đúng là cái con ma tối qua dọa tôi. Đái thì chưa thấy mà thấy nó thụt mẹ súng vào rồi rồi mắt lại một cái Tôi vừa mở mắt ra là thấy nó đứng ngay trước mặt tôi rồi Chân tay run rẩy Chưa kịp cài lại khuy quần Tôi chỉ lắp bắp kêu không nên lời Rồi tôi thụt lùi Tôi rớt mẹ nó xuống đập Cứu với Cứu tao với tụi bay ơi Có ma Có ma Tôi chỉ kịp kêu lên như vậy Vừa sợ vừa lạnh Đưa tay đây Nhanh lên đưa tay đây Tiếng thẳng bậm vang lên ở trên triển bờ Tao không với đến Có cái gì nó mắc vào chân tao đây này Nhanh lên Tao thấy tụt dần này Rồi dường như tôi bị giật mạnh một cái Chìm dần Không biết gì nữa Xuống ơi xuống ơi Tôi đang chìm thì dường như có tiếng ai gọi vọng lên từ đâu đó Giật bình tĩnh lại Tôi thấy đang bị một cái gì đó túm lấy chân Cố gắng ngồi lên mặt nước Lần này tôi vươn vai thật mạnh Túm được cái tay thằng bẩm. Nó lôi tôi sườn sượt lên khỏi mặt nước Cái thứ túm chân tôi kia cũng lên theo Lúc này tôi mới nhìn rõ dưới ánh sáng của trăng Đó là một cánh tay người chết Có xương người mắc vào chân tao nè Tụi mày ơi Tôi la lên Hai thằng kia giờ mới nhìn thấy Chết mẹ Mà kéo rồi xui lắm Đi về đi Về thôi tao sợ lắm Thằng béo nhát gan đun đun giọng Cò giò chuẩn bị chạy Cầm mồm lại coi người chết dơ xương thế này xô cái mặt cụ mày chứ ma mà nào xô thằng xuống nó trượt chân té thôi phải không xuống thằng bậm hất hất đầu hỏi À, ờ à, à, tao trượt chân té mà cái xương tay này thì sao đi về làng kêu các cụ lên đây có khi còn xác phía dưới đã không thấy thì thôi thấy thì về làm cho chót đưa người ta lên chôn cất đi về thằng bậm đỡ tôi dậy rồi cả ba cùng đi thật nhanh về đến làng trời đã khuya lắm rồi Nhà tôi gần nhất nên cả ba cùng vào nhà tôi Bố ơi, mẹ ơi con về rồi Con có chuyện này muốn nói Tôi lên tiếng ở ngoài nhà Ơi, cái gì đấy Bố tôi từ trong giường đi ra Chào bác Hai thằng kia lên tiếng Khuya rồi còn chuyện gì vậy mấy đứa Mà sao người mẹ ướt vậy xuống Dạ, lúc nãy bọn con ngồi trên đập Con à vô ý bị uh, trượt xuống nước lúc lên quần con có mắc một cái xương cánh tay người bố ạ à. bọn con về báo cho người làng mình biết xương người à chỉ có một khúc thôi à hay còn cả xác nữa bố tôi hỏi lại con không biết nữa con giật mạnh để trồi lên có khi còn ở dưới bố qua kêu các bộ bố lão đi mình lên xem xem được rồi con đi thay đồ đi rồi uh, ra ta cùng đi nhanh lên sau khi thay đồ xong, bốn người rời khỏi nhà tôi đi ra đình làng. Nơi đó có cái kẹt. Nếu có chuyện gấp thì đánh kẹt. Bố tôi gõ dồn dập. Đợi một lúc thì có nhiều ánh đèn và đuốc đi tới. Mọi người ra cũng khá đông. Một cụ bố lão lên tiếng. Đêm hôm mơ khuya khoát, mấy bố con gõ kẹt làm gì vậy thằng hai? Dạ thưa cụ, thưa bà con. Mấy đứa này nó lên đập chơi phát hiện một khúc xương cánh tay ở dưới nước. Tôi nghĩ chúng ta nên lên đó xem sao Lỡ còn xác ở dưới Chúng ta phải có trách nhiệm lo cho họ về với đất Kiếm nơi ăn nghỉ ạ Thôi được rồi Đã lỡ thì làm cho chót Bà con mỗi người một tay Đèn đuốc cuốc sẻng và ra nhà ông ngũ Mua một chiếc tiểu sành đem về đây Chúng ta cùng lên xem xét thực hư ra sao Một cụ lớn tuổi nhất trong các cụ bố lão lên tiếng Tầm 20 phút sau mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ Đêm đã khuya lắm rồi có thêm vài người thanh niên nữa cũng ra Có một vài người đã uống nước mắm Vì họ đã sẵn sàng lội xuống đập nước Chúng tôi một đoàn rồng rắn đi dần lên đập nước Dẫn đầu vẫn là các cụ lớn tuổi Đến chân đập mọi người dừng lại Một cụ trong đó lên tiếng Đứa nào phát hiện xương người Lên dẫn đầu đi nào Đến đập rồi Dạ cháu Tôi thừa lên và cùng hai thằng bấm và bẹo Đi trước dẫn đầu đến chỗ gốc cây sung Thưa cụ và các bác chỗ này này Tôi chỉ tay xuống dưới mép nước Nơi đó vẫn còn cái xương người nằm lăn lóc rêu xanh đã phủ Mấy anh lội xuống xem còn xác không Cụ bồ lão chỉ mấy người lúc nãy uống nước mắm sẵn Họ nghe lời ba bốn người lội xuống Vì cũng không xa bờ là mấy Hai người ngụp thì ba người còn lại canh chừng Một lúc sau có một người ngoi lên Tay với với như bị chuột rút Cứu với Cứu với có cái gì đó lôi tôi Nhanh cứu cậu tí nó bị dìm nãy giờ Ông chú ấy chỉ kịp la lên Rồi lại chìm xuống Mau mau Nhảy xuống cứu người quan trọng Bố tôi đang đứng trên bờ la lên Rồi chạy xuống mép nước nhảy kia ùm Có ba bốn người nữa cũng nhảy theo Một lúc sau thì có người la lên Lên rồi Lên rồi Nhanh giúp một tay kéo người lên Không biết ai nói rồi bọn tôi chạy xuống đỡ chú tí lên người ông mềm oặt, mặt trắng nhợt vì đuối nước. ai cũng lạ là ông là dân nghề sông nước mà lại bị đuối nước. may mắn ông còn thở. mọi người chia nhau sơ cứu. còn ông chú tám thì đang được dìu lên. Bữa đi ông vừa rắp bắp run run. cả đời tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện ma quỷ như thế này cả. có một bộ xương ở dưới đấy. tôi thấy có người cứ muốn dìm bọn tôi xuống. ghê quá bà con ạ. À. Ông nói xong thì nằm vật ra thở hổn hển vì đuối sức. Những người còn lại, đặc biệt là ông giáo, là một cụ bố lão biết sơ sơ xem quẻ. Cụ cứ lẩm rẩm rồi đọc. Tay bấm bấm rồi bỗng cụ nói to. Làng ta gặp chuyện rồi, động vào xác không nên động rồi. Thôi, lần này làm cho chót, năm người thanh niên chưa vợ dương khí mạnh xuống vớt xác lên đi. Không có chuyện gì đâu. Tôi và bốn người nữa cũng xuống dưới lần mò mãi cả năm người đều ra hiệu cho nhau cũng khiêng cái xác lên bỗng ở phía xa cách chúng tôi một đoạn có một người đang bơi lượn lờ ở đó nhìn không rõ tôi lấy tay ra hiệu cho mọi người nhìn nhưng ai cũng lắc đầu không hiểu chúng tôi đưa cái xác lên bờ bây giờ mới đánh giá được cái xác có lẽ chết đã lâu trên người quần áo đã mục tơi tả là đàn ông da thịt đã không còn thay vào đó là một lớp rêu xanh phủ kín nhìn như khúc gỗ ấy Mấy người khác bắt đầu dùng nước nấu từ cây hao hao Cây này chuyên nấu nước để rửa xương rất là thơm Tôi quay qua nói với thằng Bẩm Lúc nãy ở dưới nước Mày có thấy một người đang bơi về phía mình không? Mày ấm đầu à? Giờ này còn ai mà bơi? Nó nói lại rồi còn đưa tay lên chán tôi sợ xem Sau một hồi chờ đợi công đoạn cho xương vào tiểu Đầy nắp phủ vải đã hoàn tất Cụ giáo lấy một bó hương đốt lên Rồi lầm dầm khấn không biết lấy ở đâu ra ba đồng xu cổ màu đã xỉn lên tung lên cái đĩa lần đầu thấy nét mặt cụ không vui lần hai thì nhăn mặt lần ba thì thấy cụ lẩm bẩm gì đó mới thấy cụ thở phào được rồi làm cho chót khiêng về bái mộ làng ta cho họ lập thổ an cư cùng các cụ làng ta cả làng lại kéo nhau rồng rắn đi về tôi còn quay đầu ngoảnh lại phía trên đập nơi đó có một người đang lướt như bay giữa dòng nước tôi theo chân mọi người về làng cũng quên bén đi cái bóng lơ lửng ở giữa đập nước lúc nãy vừa đi trên đường các cụ vẫn bàn nên chôn cất ở đâu cuối cùng mọi người đồng ý chôn cái tiểu trong mộ làng để cho họ mộ yên mà đẹp không cô quạnh giữa đồng kể từ khi đi về trong lòng tôi giống như có lửa đốt bứt rứt khó chịu dường như có một sự việc nào đó sắp diễn ra đối với tôi người tôi như có một ai đó nhảy đè lên vậy bước đi rất là nặng nhọc Thằng bờm đi bên cạnh tôi thấy tôi thụt lùi dần về sau Nó chạy lại hỏi tôi Sao vậy? Nhìn mày tiểu tụy vậy Lúc nãy rớt đập giờ cảm lạnh rồi hay sao? Tao không biết nữa Tự nhiên cảm thấy người bứt rứt khó chịu quá Chắc bị cảm lạnh rồi Tôi nói rồi vịn vai nó để đi Thôi Vịn vai tao, tao dẫn về Đỡ chắc cũng phải 1-2 giờ sáng rồi Sương xuống lạnh lắm Đi, dựa tao nè, Hai bọn tôi dìu nhau đi cuối cùng trong đoàn người. Bốn người khiêng tiểu đi trước. Đã về đến đầu làng chuẩn bị rẽ vào con đường lên bãi tha ma của làng. Thì bất chợt. Một tiếng sấm vang lên như một quả bom. Làm sáng rực cả một vùng quê nghèo. Ánh xét sáng lóa, soi sáng cả một vùng tối tăm. Nhìn tia xét thôi chân tôi cũng đã run lên như cầy sấy rồi. Và rồi kết thúc để lại một vùng trời rực lửa đỏ ửng bất chợt có một người la lên sẽ đánh cháy cây đa làng rồi bà con ơi nhanh ra xem có chuyện gì nào mọi người lúc này vẫn lưỡng lự giữa cái tiểu và cây đa đang cháy rực lên kia ai cũng muốn xem sự việc ra sao cuối cùng đành khiêng cả cái tiểu theo đến nơi lửa cháy thiêu rụi cây đa Xét đánh chẻ đôi gốc đa ra từ ngọn xuống bật nửa gốc sang một bên một bên thì đang cháy lửa bùng lên dữ dội mặc dù cây còn tươi Tôi cố gắng chen đoàn người vào nhìn để rõ hơn và tò mò sức mạnh của xét như thế nào. Trước mắt tôi, đất chỗ phần gốc cây đa bị hẳn lên những vết như rắn bò. Cây đa xum xuê ngày nào giờ tránh lụi theo ngọn lửa. Phía dưới gốc một cái hố to hiện ra, nước bắt đầu thấm ra. Thằng béo nãy giờ im im, rồi bỗng nó kêu to. Các cụ ơi, dưới gốc cây có cái gì kia? Trắng trắng kia, nó đứng gần nhất chỉ tay vào một vật thể trắng trắng lấp ló ở dưới gốc cây đa. Để tao xuống xem. Thầm bậm kéo đầu khúc cây, gạt mấy nhánh cây còn trái qua một bên, rồi nó nhảy kiếp bịch xuống dưới hố. Cho mượn cái sẻng đi mấy bác ơi. Nó ở dưới nói lên. Có cần tao giúp không? Tôi cũng định nhảy xuống. Thôi, ở trên đó đi. Nó cầm cái sẻng gạt mớ đất đang che cái vật thể màu trắng kia ra. Ôi! Cái sọ người Nó hét lên thất thanh rồi văng tục Ba bốn người lớn trên bờ nghe vậy nhảy xuống Lấy tay bới ra Là một cái xương sọ trắng héo Chả biết chết từ bao giờ Mà lại nằm được dưới gốc cây đa May hôm nay xét đánh nên mới trồi lên Bới ra một lúc nữa thì còn một bộ xương Nhưng không phải là của người mà giống như xương chó Vì tôi nhìn thấy phía hàm nhô dài ra phía trước Oan nghiệt, oan nghiệt quá làng ta gặp họa rồi Trời ơi xin đủ lòng thương người dân bẩn hèn chúng con Ông giáo tự nhiên quỳ xuống rồi lẩm bẩm lên những câu làm ai cũng phải giận người Cụ ơi, có chuyện gì? cũng phải nói rõ để bà con còn biết Bố tôi vừa đỡ cụ giáo dạy vừa nói Tôi xem quẻ thấy làng mình đang bị phá Mọi người phụ đưa bộ xương kia lên đi Ở dưới còn xương đấy Cẩn thận đừng làm thất lạc Mấy người lại loay hoay cào đất nhẹ nhàng Đúng như lời cụ giáo nói Phía dưới là cả một bộ xương nguyên vẹn Đưa lên đến bờ Sắp xếp lại thì khá là nhỏ So với người lớn Nên mọi người đều nói đây là một đứa bé Ai cũng có một thắc mắc Tại sao lại có một bộ xương của đứa bé ở đây Tôi bột miệng Hay đây là bộ xương Của mấy đứa bé ăn xin ngày trước chết Rồi làng mình chôn ở đây Làm gì có Làng mình ngày xưa nạn đói đều có hố chôn tập thể Không có chôn lát nhát như này đâu tiếng bố tôi vang lên. Thôi à, mọi người im lặng, ông giáo lên tiếng. Làng ta gặp phải hạn, tôi không rõ hạn gì. Bà con chuẩn bị một mâm để chúng ta cùng cúng thần sông, Cúng vòng linh những người đã khuất để phù trợ cho làng ta tài qua nạn kiếp này. Như lời cụ giáo nói, mọi người tất bật chuẩn bị ngay trong đêm. Nhà ai có cạo góp cạo có gà góp gà, lợn thì cả làng trung tiền mua một con nhiều người mỗi người một tay đến sáng thì một mâm cỗ cúng thần sông đã được bày lên, rượu thịt, heo gà đầy đủ. Cụ giáo không biết từ lúc nào, đám mặc một bộ áo dài màu nâu sậm, đầu đổ đội mũ đóng tay cầm cái dĩa có ba đồng xu đi đến. Bày bàn đồ cúng ngay cạnh gốc cây đa, hai bên cạnh là hai cái tiểu chứa hai bộ xương người đã được xếp gọn gàng phủ vải đỏ. Cụ giáo quỷ xuống bắt đầu làm rầm khấn và vái. Cuối cùng một lúc sau, cụ cầm ba đồng xu ném lên lần này cũng như lần trước ở trên đập ném ba lần mới được sau khi xin quẻ lần thứ ba cụ giáo bắt đầu khấn thêm một lúc nữa rồi cụ đứng dậy nghiêm trang tay cầm một ít giấy vàng đốt rồi rải xuống sông xong hết mọi chuyện cụ quay lại nói với bà con kính thưa bà con tôi đã xin quẻ cầu mong được các cụ phò trợ cho làng ta và cũng xin thổ địa của làng cho phép chôn cất hai bộ xương này trong bãi mộ của làng ta. Bây giờ chúng ta hãy đưa họ về nơi yên nghỉ nào." Cụ giáo nói xong, có bốn người thanh niên đi tới, trên tay cầm hai cái đòn gánh và bốn sợi dây. Họ cột mỗi cái tiểu bằng hai sợi dây và bắt đầu nhấc lên để đi. Cụ giáo lại lên tiếng. "Bà con đi thôi, đi lên bãi mộ làng thôi." Cụ giáo vừa nói xong, khi chiếc tiểu đầu tiên chứa xương người đàn ông vừa được cánh lên thì bất chợt Bà tiếng sét giữa trời quang vang lên đánh vào cái tiểu nổ tan tành xương rơi vùng vãi khắp nơi nhưng hai người khiêng thì không sao mọi người sợ là hét âm cả lên Bà tiếng sét vang lên giữa ban ngày rồi vụt đi như chưa hề xuất hiện cụ giáo ơi bây giờ làm sao có phải chúng ta làm trái ý gì với ông trời rồi hay sao tiếng của một số bà lớn tuổi vang lên đâu đó Nghiệp rồi, nghiệp báo rồi. Hẳn là người này làm điều ác nên ông trời không muốn cho chúng ta chôn chung với các cụ cùng làng. Ông trời trừng phạt thích đáng. Bây giờ tạm thời nhặt lại những mảnh xương kia lại. Người chết là hết. Chúng ta chôn ở ngoài bờ sông kia. Còn cái tiểu kia không có vấn đề gì. Mọi người tiếp tục đi chôn cất cho xong những chuyện này nào. Cụ giáo nói xong đi về phía bãi mộ của làng ba người được phân công ở lại đào hố chôn bộ xương người đàn ông kia còn lại thì đi về bãi mộ làng công việc chôn cất khá nhanh vì chỉ còn tiểu nên đào hố chôn cũng chỉ mất một lúc thời gian xong tất cả mọi công việc mọi người đi về phía cổng làng tất cả các cụ bố lão lên đứng một hàng cụ giáo đứng lên trước phát biểu lúc này ai cũng tỏ ra khá mệt mỏi sau một đêm thức giấc kính thưa bà con từ đêm qua đến nay làng ta xảy ra hai sự việc đáng lo ngại về mặt tâm linh hiện tại cũng đã yên ổn mà mọi người chớ kinh động an tâm làm ăn buổi tối buổi đêm hạn chế ra ngoài thôi bây giờ đồ cúng mọi người lấy một ít về cho các cháu nhỏ gia đình ăn mỗi người một ít cho có lộc của trời ban nói xong cụ cho mọi người giải tán ai về nhà đó tôi cũng xí được một nắm sôi to và một ít thịt lợn quay lon ton chạy về nhà cho cái lại đang đợi từ đêm qua đến giờ chắc mong tôi và bố về lắm Vừa về đến cổng tôi đã gọi to Lại ơi lại, ra anh cho sôi với thịt lợn này À, anh xuống về rồi Anh xuống có mệt không? Thấy tôi nó reo lên như được mùa ấy Không, anh không mệt Lại ăn rồi phụ bố mẹ nhé Anh xuống đi ngủ chút, tí kêu anh dậy với nha Tôi chỉ kịp dặn như vậy rồi chạy nhanh vào giường Nằm xuống chả thèm rửa chân Cứ thế mà ngủ Dậy đi chơi Dậy đi chơi nào Tôi mơ màng trong giấc ngủ Thì dường như có ai đó cứ hù hù bên tai Nhưng không tài nào mở mắt được Nghĩ là thức cả đêm nên mệt Tôi cũng kể cứ thế ngủ một mạch đến chiều Thì cái lại vào vỗ vỗ mặt tôi kêu dậy ăn cơm Anh số nơi Dậy đi tối rồi Dậy ăn cơm đi rồi rồi anh dậy rồi lại ngoan để anh dậy tôi ngồi dậy sau một ngày ngủ ly bì bây giờ cảm thấy sảng khoái tinh thần thoải mái ra tắm rửa lại người rồi xả vào mâm cơm đang nghi ngút khói vẫn còn một ít thịt lợn lúc sáng đem về cả nhà lại quây quần bên mâm cơm bố tôi đột nhiên hỏi khi nào lên lại thị xã hả xuống tôi ậm ừ trả lời Dạ thưa bố chắc hai hôm nữa con lên Ông mở cho về một tuần mà bố Ờ ừ, Thế thì tranh thủ đi Bạn bè tí rồi lên Lần này chắc đi lâu mới về nhỉ Dạ chắc cuối năm con về luôn Để dành ít tiền cho bố mẹ sửa lại cái nhà nữa ạ Thôi để đó Tiền thì gửi về bố mẹ giữ cho Sau này còn có cái mà cưới vợ Mẹ tôi chen vào Bữa cơm diễn ra khá thân mật và ấm cúng sau những lời trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình, khung cảnh rộn vang lên những tiếng cười giòn tan của em gái tôi. Sau khi nói chuyện với bố mẹ và em gái tôi một lúc, tôi tính đi chơi mà ngẫm lại sự việc tối hôm qua nên thôi, không dám đi nữa. Ở quê, tầm 8 giờ tối là đã tắt lửa tối đèn hết. Các ông bà trung niên đi ngủ hết, còn thanh niên ai đi chơi thì đi, không thì cũng đi ngủ sớm. Hôm nay đã qua rằm nhưng trăng vẫn còn rất sáng. Tôi lê chân bước ra sau hiên nhà. Ngoài sau đó là cả một vườn khoai lang và khoai môn do bố mẹ tôi trồng. Phía cuối vườn là những bụi tre già làm thành hàng rào, tự nhiên vô cùng vững trái. Bất chợt ba tiếng hù vang lên. Tôi đang thả hồn hít không khí cho to phổi. Nghe tiếng hù thì giật mình đánh thót Nghĩ trong lòng quả này lại gặp em ma nữ nữa rồi. Tôi từ từ ngước mắt lên, Phía xa xa nơi bụi tre cuối vườn Một người mặc áo hơi xám xám Đang ngước mặt nhìn về phía tôi Vì ánh trăng mờ mờ nên không rõ ràng lắm Tôi cũng đánh bạo nhìn lại Tiện tay vớ ngay cái cây cuốc Làm vườn của bố tôi Dựng ngay góc nhà Tôi đi dần ra phía bụi tre Ê mày thích gì Mấy ngày nay dọa tao hoài nha Tao bổ chết cụ nhà mày Nhỏ không học lớn làm ma dọa người à Công nhận hôm nay gan thật các bạn ạ à. Tiếng con gái vọng lên từ phía trên ngọn tre Đi 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 ra khỏi làng này ngay Nếu không Tao dọa mày tới chết Tao mới đi về chưa chơi đá nên chưa đi Mày dọa tao nữa tao bổ chức cụ mày đấy Tôi quát lên Thằng kia Mày mơ ngủ hay sao mà đêm tối ra đây nói chuyện một mình vậy Tiếng bố tôi quát ngay đằng sau Tôi bị quát đột ngột Giật mình đánh thót cái cuốc trên tay rơi xuống Tôi quay người lại nhìn bố cười trừ Không biết nói gì Không lẽ lại nói đang nói chuyện với ma Tôi đành gượng nói À à dạ dạ không có gì đâu bố Còn ngứa mồm nói linh tinh ấy mà Nói xong tôi còn len lén Quay lại xem cái con ma nữ kia Nó đi đâu rồi Hú hồn nó vẫn đứng đó mà bố tôi không thấy Khuya rồi ra đây làm gì Còn uh, cầm cuốc theo Tính đào khoai ăn khuya à đi vào nhà đi ngủ đi bố tự quát rồi đi vào dạ con vào ngay miệng tôi trả lời nhưng mắt không ngừng đưa lên nhìn về phía kia xem cái con ma kia nó đi đâu rồi nó bỗng xuất hiện trước mặt tôi khuôn mặt che khuất bởi mái tóc tự nhiên đang trên ngọn tre mà giờ đã ở trước mặt thế này làm tôi giật mình tay đang cầm chiếc cuốc đánh rơi xuống đất chân tôi vội thụt lùi lại mồm khe khẽ nói cô cô. Cô là ai? Đừng im đó, đừng đến đây tôi la lên đó Tôi là Giai Tân đó nha Tôi nói anh đi 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 ra khỏi ngôi làng này thì mọi chuyện sẽ yên bình Đi ngay đi Giọng nói rít rít từng tiếng qua kẽ răng Nhưng cô là ai? Tại sao cứ bám theo tôi? Tôi là ai à? Nhìn cho kỹ này Tiền sử bố nhà nó Nó rũ tóc ra trước mắt tôi một cái xương sọ trắng héo hai hốc mắt đen ngòm nhìn mà tiếp vọt đáy ra quần thôi tôi xin cô đừng dọa tôi nữa tôi đứng tìm mất rồi, tôi đi mai mốt tôi đi nhớ đó không đi mình còn gặp nhau dài dài nói rồi nó tan biến dần vỗ vỗ ngực vì vẫn còn run những cày sấy vỗ vỗ lại khuôn mặt cho tỉnh táo tôi nhặt cái cuốc vào dựng hiên nhà Bỗng tôi sực nhớ ra một điều Tại sao giọng nói này nghe rất là quen tai Dường như tôi đã nghe từ đâu đó rồi Nhưng không tài nào nhớ được Tôi cứ suy nghĩ Vừa đi vừa lắc lắc cái đầu Mong sao Nhớ được nhưng chịu Rửa lại tay chân mặt mũi Tôi đi vào nhà ngủ Vừa đặt lưng xuống tôi đã chìm dần vào giấc ngủ Tha cho con Con xin ông tha cho con Con cắn răng cắn cỏ con lại ông xin ông tha cho con con còn bé tha này tha này mày không im mà tao giết mày trong mơ tôi bỗng nhìn thấy phía trước nơi có một cái nhà khá là quen tiếng một đứa bé gái và tiếng của một người đàn ông tôi đi theo tiếng hét vào trong tôi thấy hai người người đàn ông đang đè gỉ lên một đứa bé gái tay hắn giật lấy quần áo đứa bé rách tứ tung còn đứa bé miệng không ngừng van xin người kia dừng lại Ai mà nhìn rất quen Nhưng khung cảnh lại dường như đã từ lâu rồi Tại tôi bỗng nghe lên tiếng đứa bé kêu Anh xuống nơi, cứu em với Cứu em với anh xuống nơi Cứu mèo với Anh ở đâu cứu em với Mèo Tôi nghe nó kêu tên mèo là tôi đã biết nó là ai rồi Tôi la lên Mèo, Mèo ơi anh đây Ông kia dừng lại Tôi quát lên Chạy sông vào Nhưng khi tôi chạy đến Chỉ chạy vụt qua như một làn khói Mèo ơi Mèo Em ở đâu Xuống Xuống Tỉnh lại con Sao mờ gì mà kêu là om sòm vậy con Tỉnh dậy nào Bố tôi vỗ vỗ vào mặt tôi Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe bố gọi Bên khóe mắt vẫn còn ươn ướt, ướt Chuyện này là sao người đàn ông đó là ai? Tại sao trong giấc mơ của tôi lại nhìn thấy mèo của ngày xưa? Bao nhiêu năm tôi không hề nhớ tới nó nữa. Sao vậy xuống Mở cái gì mà kêu mèo mèo hoài vậy con? bố tôi lại lên tiếng. Dạ, con không sao. Con mơ bị mèo cào thôi ạ. À? bố nghỉ đi. Tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Tôi mong trong giấc mơ tôi có thể gặp lại mèo của tôi. Tôi lại chìm dần vào giấc ngủ mộng mị lần này tôi mong sẽ được đi vào giấc mơ khi nãy đợi hoài đợi hoài không thấy đâu à kìa rồi nó lại xuất hiện trước mắt tôi người đàn ông kia đã bắt đầu cởi quần áo của hắn ta khuôn mặt đó là ai nhỉ sao tôi lại không nhận ra tiếng cái mèo lại vang lên xin ông xin ông tha cho con con xin ông nó nói và hét trong đau đớn xin này xin này vừa nói hắn vừa lắc mình liên tục và tay không ngừng vả vào mặt cái mèo một lúc sau tôi không còn nghe tiếng con bé la nữa tôi cố tiến sát lại nhưng lại vụt qua đứng gần thì không thấy đứng cách một đoạn mới thấy được tôi bỗng vụt miệng gọi mèo mèo ơi trả lời anh đi tôi gọi như hét trong vô vọng trả lời tôi là không gian im lặng và tiếng thở phì phò của người đàn ông kia Tôi thấy hắn đứng dậy mặc lại quần áo Xong xuôi Hắn nhổ một bãi nước bọt vào người cái mèo Tôi vẫn thấy nó bất động Ông ta đi đâu đó Một lúc sau người đàn ông kia quay lại Bây giờ tôi mới nhận ra ông ta Là Lão Lý Lão Lý còn ông hội địa chủ trong làng tôi ngày xưa Chính là Lão ta Không sai đi đâu được Hắn đã hại mèo Tôi đang suy nghĩ miên man Thì thấy hắn nhấc bổng cái mèo lên người nấm mềm oạt lão lý vác nó trên vai tóc tai rũ rượi mồm miệng máu còn chảy đỏ lè và mắt không nhắm nó chết rồi mèo của tôi chết rồi tôi khóc tôi khóc khu khu như một đứa trẻ con tôi thấy hắn đi ra cửa đi xuyên qua người tôi tay hắn xách theo một cái xẻng nhỏ hắn vác xác cái mèo đi ra đầu làng cái xác được quấn trong một cái chiếu cũ vào ban đêm nên không còn ai Hắn cứ đi trước, tôi đi theo sau, tay không ngừng gạt nước mắt, miệng lẩm bẩm. Mèo ơi, mèo ơi, em chết rồi ư? Bao nhiêu năm nay anh cứ nghĩ em bỏ đi làng khác rồi. Tôi thấy hắn đi ra chỗ cây đa đầu làng, vòng xuống dưới bờ sông. Vì dưới đó cây đa bị sóng vỗ vào nên sạt một phần rễ và một cái hõm sâu ăn vào bờ. Lão Lý lấy cái sàng, khoét cái hố dưới gốc cây đa đó sâu thêm đến khi nhét vừa cái xác của mèo vào thì hắn dừng lại mắt láo liên lên nhìn xem có ai nhìn thấy không rồi hắn nhét cái xác vào cái lỗ đó kéo mấy cái rễ cây đà chèn lại hắn chuẩn bị quay lưng đi thì bất chợt tôi nghe tiếng của một đứa bé trai vang lên chú lý đêm hôm chú ra đây làm gì vậy lúc nãy cháu thấy chú vác một cái bao tải đó là giọng thằng hợi con bà hoa sao nó lại có mặt ở đó nhỉ Mày theo dõi tao à? Tao đập chết mày. Nói rồi lão Lý xách cái sẹc lên định đánh nó thì nó la lên. Cháu xin chú, cháu không thấy gì hết, chú đừng đánh cháu. Vừa nói vừa khóc tèm nhem. Có lẽ lão Lý động lòng chắc ẩn nên hạ sẹc xuống rồi hắn quát lên. Tao cấm mày mở miệng bếp xếp. Ai mà biết chuyện này thì tao giết cả nhà mày. Cho mày 500 đồng đi mua bánh, cấm có bếp xếp nghe chưa? Dạ, cháu không dám nói ạ, à. tiền cháu không nhận đâu ạ. À. tao nói cầm là cầm, hắn lại quát lên. dạ, cháu xin, đi về đi. lão nói xong đuổi thằng hợi về, còn lão thì xách xẻng đi về nhà lão. một lúc sau khi hai người đi khuất, thì thằng hợi quay lại, nó lội xuống bờ sông, móc cái lỗ chỗ trộn cái mèo ra. á, à, con người chết. nó là to rồi giật mình lấy tay bụng miệng rồi nói. Không được nói, không được nói Lão Lý giết cả nhà mình mất Nói xong nó cố nhìn cái gương mặt kia là ai Nó nhận ra rồi Xin lỗi mèo Tao sợ lão giết nhà tao lắm Tao không dám nói đâu Mày yên nghỉ đi Coi như tao chưa thấy, chưa biết chuyện này Nói xong nó lấp đất lại chạy một mạch về nhà Thế là tôi đã rõ cái bộ xương kia là của ai rồi Là của mèo trời ơi bao năm qua tôi cứ ngỡ là mèo đã đi xa không ngờ rằng em ấy đã nằm dưới gốc cây đa này bao nhiêu năm tháng tôi lại khóc khóc cho số phận của mèo không cha không mẹ đi ăn xin để rồi bị hiếp bị giết chết tức tuổi không ai quan tâm đến sự sống chết của em mèo ơi mèo ơi anh có lỗi với em tôi nhớ lại cái đêm hôm nó rủ tôi ra ngoài sông có phải nó cố báo cho tôi biết nó nằm đó không tôi ẩn hận lắm Tôi cứ đứng nhìn chân chân nơi cái xác mèo nằm đó Tôi nhìn chừng chừng như vậy Khi nghe cả cái thì mới giật mình tỉnh dậy Tôi thoát ra khỏi giấc mơ Nó như một cuốn phim tua chậm cái ngày mà mèo rời xa trần thế Quá nuối tiếc khi đang còn giang dở mà trời lại sáng mất Tôi thầm nhủ tối nay tôi sẽ đi ngủ thật sớm để lại được vào giấc mơ Tôi muốn xem kết cục của lão lý Sáng nay là một ngày trời âm u, âm u như một nỗi buồn khó tả trong lòng tôi. Ăn sáng xong xin phép bố mẹ ra ngoài một lát, tôi giấu mình trong chiếc áo dài tay, trùm kín đầu. Tôi lững thững đi ra ngôi mộ mới đắp sáng qua, đó là mộ của cái mèo. Bao nhiêu năm lạnh lẽo nơi cô quạnh, giờ đây mèo nằm đây có biết bao nhiêu người bầu bạn. Yên nghỉ em nhé. Rồi xa bái mộ, Tôi lê chân lang thang đi vô định Rồi không biết như nào tôi lại đi ra nơi gốc đa ngoài làng Nơi đây vẫn còn vết tích cháy tàn đêm trước Người đã đi về bên kia Chỉ còn lại những kỷ niệm vương vấn trong đầu Nhớ khi xưa còn bé Hai đứa chơi thân với nhau Có củ khoai cũng chia cho nhau Mèo ơi Em có linh thiêng hãy an nghỉ bình an nhé Mắt tôi lăm lăm nhìn vào cái hố Nơi bộ xương của mèo được lấy ra Miệng lẩm bẩm một cơn gió xe xe lạnh thổi qua Giống như có một bàn tay vô hình nào đó vuốt qua đầu tôi Em đi xa rồi, đừng tìm em nữa Nhớ lại câu nói đó, lòng tôi bỗng nôn nao Quay về nhà với nỗi buồn khó tả Bữa cơm chưa diễn ra với tôi trong thầm lặng Bố mẹ vẫn không biết là tôi buồn vì chuyện gì Ăn xong mẹ tôi hỏi Con làm sao vậy xuống? Sao có vẻ mệt mỏi vậy con? Con đau chỗ nào sao? Dạ không, con hơi mệt tí thôi không sao đâu mẹ ạ. Ờ, con đau hay cảm thì nói mẹ lấy lá để nấu nướng tắm nha. Mẹ tôi nói xong rồi quay ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn tôi, nằm xuống tôi lại ngủ mất. Bên tay tôi lại vang lên tiếng người, tôi nhìn thấy đó là lão Lý. Lão đang quỳ gối trước một người, đó là mèo. Tha cho tao đi mèo ơi, tao biết lỗi rồi. Mày tha cho tao đi, Tao mua đồ tao đốt cho mày Mày đừng ám tao nữa Lao nói trong nước mắt Ông giết tôi Còn chôn tôi ngoài đó lạnh lẽo Không ai hương khói Ông sợ làng biết nên dọa thằng Hợi Không nói cho ai Rồi tôi sẽ trả thù cứ đợi đấy Xong nó tàn biến Còn Lao Lý ngồi đó Chết mà còn dọa tao à Để tao cho mày biến mất luôn Nói xong Lao đứng dậy đi Khung cảnh trước mắt tôi lại chợt thay đổi Tôi thấy lão Lý nằm trên giường Trên tay hắn nắm một lá bùa màu đỏ chót như máu Mắt hắn nhắm nghiền Tiếng cái khẽ khẽ vang lên Rồi tôi thấy mèo hiện ra lao lên trước mặt lão Lý nhưng không được Đau quá Nó hét lên thất thanh vì cái bùa có tác dụng Lúc này lão Lý tỉnh dậy Hắn đã biết cái mèo đến Hắn cười khặc khặc rồi nói to Chết mẹ mày đi làm gì được tao mày làm gì được tao nói xong lão như người điên lao lên cầm tấm bùa dí vào chỗ cái mèo đứng nó lại bị đau rồi la lên đau quá xong rồi bay vụt đi còn lão lý đứng đó ánh mắt hẳn lên vẻ oán độc miệng lẩm bẩm để tao cho mày chết thêm lần nữa dám ám tao à lão lấy cái xẻng vác đi ra ngoài trong đêm Trần đi thoăn thoát ra tới chỗ cây đa nơi chôn cái mèo. Hắn cầm sẻng định lội xuống sông thì từ xa có hai ánh mắt đỏ rực đang tiến về phía hắn. Dần dần thì tôi đã nhìn rõ nó là thứ gì. Đó là con chó tinh. Tôi tưởng nó đã đi rồi nhưng không, nó vẫn âm thầm đâu đây để bắt người. Nó tiến tới chỗ lão lý, mắt đỏ rực, miệng nhe răng chảy cả dãi ra. Lúc này nó đã to lên một vòng như con ngé con. Nó cầm cừ lão lý đã nghe thấy tiếng gầm gừ của nó hắn quay lại rồi hắn giật mình quát lên con chó tinh con chó tinh đi 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 ra hắn nói rồi khua cái xẻng về phía con chó con chó tinh lúc này đã sung máu lên miệng không ngừng chảy dãi nó nhảy lên cắn vào lưới xẻng đang đưa về phía trước giật mạnh một cái lão lý mất đà ngã úp mặt về trước gần ngay trước mặt có chó tinh nó nhả cái xẻng ra nhảy lên lưng của lão lý đứng miệng gầm gừ lão lý lúc này bị sặc nước nên hắn ọc ọc lên như heo bị chọc tiết còn cho tình lúc này đưa miệng ra cắn vào bả vai của hắn ngoạ một cái một mảng thịt to bị bong ra máu xối xả nó cứ vậy mà cắn nhảy chỗ này một miếng chỗ kia một miếng đến khi lão lý khắp người làm máu chân tay sụi lơ mới thôi lão lý chết rồi chết vì mất máu và ngộp nước chết vì chó cắn Đáng đời một tên ác nhân Tôi lại thấy khung cảnh thay đổi Tôi thấy con chó tình Nó kéo lê láo lý trên con đập nước Nó đến chỗ gốc sùng rồi kéo lão xuống phía dưới đó Vậy là tôi cũng đã rõ Bộ xương tôi kéo lên là của ai rồi Lạ là Tại sao sau bao nhiêu năm không có ai phát hiện ra Lúc này bên tay tôi lại vang lên tiếng Một người con gái Anh xuống Anh xuống em nhớ anh lắm tôi nghe giọng rất quen đó là mèo chính xác là giọng cái mèo tôi kêu lên mèo em là mèo phải không em cho anh thấy những thứ này đúng không em đang ở đâu ra đây với anh nào em luôn đi bên anh chỉ là anh không nhận ra em thôi mèo nói rồi im bặt mèo mèo ở lại đã anh chưa nói xong tôi ngẩn người đứng gọi tên mèo nhưng trả lời tôi là không gian im lặng chỉ còn tiếng gió thoảng qua đâu đây vậy là kết thúc tội ác của lão lý bao năm nay rồi và bây giờ tôi cứ thắc mắc cái còn ma nữ mấy hôm nay phá tôi là ai tại sao nó cứ đuổi tôi đi quay về nhà với mớ suy nghĩ trong đầu tôi chả thiết ăn uống nói chuyện với ai cứ thế đi nằm đến chiều tối bố mẹ tôi gọi dậy ăn cơm tôi cũng chỉ ăn qua loa rồi đi nằm dường như mấy chuyện liên tục xảy ra tôi cảm giác như sắp bệnh đến nơi rồi tôi nhỏm dậy xin phép bố mẹ qua chào hai đứa bạn ngày mai tôi phải đi thôi không thể ở nhà nữa quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay tự nhiên tôi nhớ đến thơm không biết bây giờ cô ấy thế nào nhỉ tôi đi ra nhà thằng bợm và thằng béo chào nhau một tiếng để ngày mai đi sau khi về nhà tôi nói chuyện với bố mẹ một chút rồi đi ngủ nửa đêm tôi giật mình dậy bởi vì buồn vệ sinh rất muốn dậy nhưng sợ khuya thế này mà ra ngoài gặp phải con ma nữ thì mất đời dai với nó mất. Cô nhắm mắt cho quên nhưng càng nín càng đau, không thể nhịn nữa. Tôi vớ con dao phay ở các bếp, xách theo cái đèn dầu lần mò ra nhà ngoài vệ sinh nơi cuối vườn. Không có gì sướng bằng ăn no rồi đi ị. Đang phiêu phiêu theo từng nỗi buồn tuột xuống thì một tiếng bụp vang lên. Cái tấm cửa bằng miếng bao gai bị một hòn đá ném rách toàn một lỗ, gió lùa vào mát từ đầu tới mông. Rồi rồi, biết ngay mà, kiểu gì cũng cặp. Tôi cắn tăng nín thở dặn nốt những nỗi buồn đi ra, rồi vén vội quần lên. Thọ đầu hé ra khỏi cánh cửa. Cái con quỷ sư đó nó đứng cách một đoạn. Này tối nên chỉ thấy loáng thoáng. Tôi mở cửa nhà tiêu đi ra rồi quát. Trời đánh tránh miếng ăn, đi ị tránh bị phá. Con gái còn đứa bô duyên vậy, đêm hôm khuya khoắt không kiếm chỗ mà ngủ còn dọa người khác à? Tôi nói một lèo, nó không đáp lại. Hôm nay tôi bạo hơn. Đi gần đến nó, một tay sách đèn, một tay sách dao. Hôm nay con ma này nó làm sao mà hiền vậy? Mỗi hôm tôi nạt là nó trương cái bộ mặt xương không là xương ra. Tôi thấy lạ nên hỏi. Ê, hôm nay không ai đốt tiền cho à? Sao buồn vậy? Ngày mai đi à? Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên Ủa tôi kêu lên Sao biết hay vậy Trình tôi nói chuyện à Ai thèm Đi bình an nhé Tôi nghe giọng này quen lắm Tôi cứ đứng ngẫm lại một hồi xem đã gặp ai Có cái giọng này chưa Xoát lại một hồi thì có một người đó là Thơm Giọng nói y đúc Và dáng người cũng vậy Tôi bèn tiến đến gần hơn nói Ê, dù sao cũng dọa nhau mấy hôm này cho xem mặt cái để mai đi rồi Sớm gặp lại thôi Xem làm gì Thích xem vậy đó Đừng có dọa nữa nha Này có dao đó chém thật đó nghe Tôi nói vậy chứ cũng đùn bỏ mẹ ra Còn kia nó đứng im Rồi tôi thấy nó đưa tay lên Kiểu như cỡ cái che đầu xuống ấy Rồi bất chợt Nó lấy hai tay bưng cả cái đầu nó xuống Đưa về phía mặt tôi Máu mẹ chạy tòng tòng Tóc tai rũ rượi Thịt trời lã tả trên đất tôi bột miệng chửi to Ôi để mở nhà mày Nói vậy còn dọa bố à Tao chém chết con mẹ mày Tôi đang điên Sẵn còn dao tôi chém một phát Thế quái nào sượt qua như không có gì Nó lại lắp cái đầu lên rồi cười Tôi tan biến dần Tôi còn lẩm bẩm Mẹ còn điên Tí nữa bố mày xóm cả ra quần Tôi đi vào nhà Lần này là một giấc ngủ thật ngon tới sáng luôn Hôm nay là một ngày trời đẹp Mây trắng nắng vàng Con trâu đang đậu trên giàn Con chó đang cặm cỏ ấy ấy lộn nhầm nhầm Vì chỗ tôi xe đi qua khá muộn Nên gần chiều Tôi mới chào tạm biệt bố mẹ Ôm em gái một cái rồi xách cái bọc đồ lững thững đi ra ngoài làng Ra đến đường làng Thì đi một lúc nữa mới ra đường chính bắt xe Đang đợi bắt xe thì hai thằng bợm và béo chạy ra nó kêu ê xuống, có ít là cầm lên ăn này. Nãy tao qua nhà mày mà không gặp, nên hai đứa tao chạy ra đây. Mất công hai đứa mày vậy, thôi tao cảm ơn nha. Về đi kẹo muộn, tí tao bắt xe đi được à? Thì đi cẩn thận nha, bọn tao về, lâu lâu về anh em gặp nhau giao thông nhá. Hai bạn về, tôi đợi tầm hơn tiếng nữa mới có xe. Này xe khá trống, nhưng nhiều hàng hóa toàn mấy đồ nông sản có vài chỗ ngồi Chọn ngay một chiếc ghế còn lành lặn định ngồi xuống Bên cạnh có một người con gái đang trùm kín mặt ngủ ngon lành Tôi lên tiếng Này cô dì ơi, cho tôi ngồi đây với nhá Này thằng kia, mày mơ ngủ à? Chỗ đó có ai đâu mà mày xin Ủa, ủa có mà chú Tôi nhìn lên chỗ ông Tài nói và chỉ tay Nhìn quay lại Ơ, đâu mất tiêu rồi Rồi rồi, biết rồi đó Đi cũng không yên mà Bất chợt tay tôi vang lên tiếng của con ma nữ đó Đi đường bình an Sớm ngày gặp lại Sau khi bị bác tài xế quát Thì tôi cũng kệ Xách đít về chỗ đó ngồi Làm liều Kệ nó thích làm gì nó làm Ngồi một lúc thì nó biến đi đâu mất Trời thì bắt đầu tối Đường đi vắng tanh Thời đây chưa có điện đóm gì Nên chỉ được mỗi quả bóng của xe vàng vọt Đường thì khó khăn Xe trộm lên trộm xuống lắc lử bên nọ bên kia mệt quá tôi nằm hẳn ra ghế ngủ luôn cả quãng đường chẳng có ai lên xe cả gần sáng đang thiêu thiêu ngủ thì bác tài dừng xe gọi dậy 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 đi ông tướng đến thị xã rồi này xuống chỗ nào tôi tỉnh ngủ dậy mơ mơ màng màng nhìn xem chỗ này là chỗ nào chết chết không biết chỗ này là chỗ nào cả quay lại nói bác tài bác ơi cái chỗ này chỗ nào vậy Cháu không biết Xuống xe đi lạc thì sao Ở cái thằng này Thế à mày bỏ nhà đi à Lên thị xã mà không biết chỗ nào hả Không ừ, Cháu đi làm Mà bữa về bà chủ chở cháu ra bến xe cơ Cái chỗ này gần bến xe không bác ơi Cũng gần Thôi nằm đó Đợi tao bỏ hàng cho người ta rồi tao trở lại cho Nghe bác tài xế nói vậy tôi lại yên tâm Nằm xuống làm giấc nữa đến lúc bị đập dậy thì đúng khung cảnh quen thuộc hôm trước mở chủ chở tôi ra. Chào tạm biệt bác Tài và ông còn kèm theo câu Chửi mới cho tôi đi. Dạo bước ra ngoài, nhớ lại con đường về chỗ làm. Tôi cứ thế đi một mạch. Đi tầm hơn 30 phút thì kia rồi. Khung cảnh thân quen hiện ra. Quán phở hôm nay thấy người ra vào nhiều chắc là đông khách. Ông mở chắc bận lắm. Đi gần lại, Thấy hai ông bà đang chạy đôn chạy đáo, búc phở chạy không kịp. Con chào ạ, ông, chào mợ chủ, con mới lên. À thằng xuống, sao lên không báo trước cho mợ ra đón, đi xe chắc mệt lắm mà Đói bụng rồi chứ gì, bỏ đồ lên gác rồi đi xuống rửa mặt, mợ làm cho tô phở ăn, nhanh lên. Dạ thôi, để con ăn cơm nguội cũng được. Cơm đâu mà ăn, nhanh lên. À, mới về có mấy ngày mà biết cãi lời mợ rồi à? Nghe mợ nói vậy tôi cảm thấy khóe mắt hơi cay cay. Mợ thương tôi y như mẹ tôi vậy. Cất nhanh đóng quần áo tôi rửa mặt rồi xuống nhà. Mợ đã làm sẵn cho tôi một tô phở to cành. Ngồi xuống ăn một mạch hết sạch. Tôi đứng dậy dọn tô thì mợ nói: Mệt thì lên nghỉ đi. Chiều hay mai làm cho mợ cũng được. Tối à mợ nói chuyện với mày. Tôi trả lời luôn. Mợ xem này con khỏe như voi Vợ mợ nấu ngon quá còn ăn cái khỏe ra Tôi nói rồi còn đưa cái tay Chả có tí chuột nào ra gồng gồng lên Thôi biết rồi biết rồi Vậy thì dọn tô chén bên kia xuống cho mợ Này hết sớm rồi lên nghỉ ngơi Dọn dẹp một hồi Quay qua quay lại đến trưa Ông chỉ nấu cơm bưng ra một mâm cơm Rất chi là ngon Tôi tưởng bữa cơm này bằng mấy ngày Tết nhà tôi ăn Ông mợ nói Ăn đi, tao xem mày như con ăn no mà có sức làm việc bố mẹ với em gái khỏe không dạ thưa ông mợ bố mẹ và em gái con khỏe cả bố mẹ con có biếu ông mợ ít khoai lang với khoai môn tôi định chạy lại đi lấy xuống thì mợ nói trời đánh tránh miếng ăn ăn xong rồi đấy mà mợ thấy mày xanh xào lắm kiểu như mất sức sống vậy con đâu có đâu ạ à? Còn vẫn ăn uống điều độ với ngủ nghỉ nhiều lắm Tao nhìn tao biết không cần cãi Về đó có chuyện gì đúng không? Nói ông mợ nghe xem Tôi cố gắng quanh co Nhưng mợ nạt quá Nên tôi đem chuyện xảy ra ở quê kể cho ông mợ nghe Nghe tôi nói xong Ông thì không nói gì Còn mợ thì ngồi đăm chiêu Suy nghĩ cái gì đó Một lúc sau mợ nói Được rồi, cái này để mợ hỏi cho Mày cứ yên tâm đi Thôi lên nghỉ đi tối mà thăm em yêu Ơ, ờ, mở lại trêu con Còn có ai đâu mà yêu đương Cái con thơm bữa mày kể đâu Mày về mấy hôm tao cũng không rảnh qua đó hỏi thăm Bữa nào tao hỏi cho Con cái nhà ai Tối đó tôi tắm rửa sạch sẽ Háo hức để được gặp thơm thân yêu của tôi Khoảng 8 giờ tối Tôi mở cửa gác của tôi ra Nhìn sang bên kia Một bóng người đang đi đi lại lại dáng người nhỏ nhắn tôi bỗng giật mình đánh thoát một cái. Cái dáng ấy giống cái con ma cứ hủ tôi mấy hôm ở dưới quê. Rồi rồi mắt mấy cái, chắc là giống nhau thôi. Tôi mừng quá hô lên. Thơm ơi! Thơm ơi! Nhớ anh không thơm? Anh xuống nè! Anh ở nhà quê mới lên nè! À! Anh xuống mới ở quê lên à? Sao anh lên sớm vậy? Thơm vừa cười vừa nhảy qua bên phía khác của tôi anh nhớ thơm nên anh lên sớm này ủa ôi Này về có mấy ngày mà khua môi múa mép ghê ta thế có quà cho em không có anh rồi quà gì nữa tôi được nước lại trêu xích sí, ai mà thèm chứ thôi thôi anh đùa tí anh có lạc giang với khoai lang nhưng chưa luộc em mà ăn tạm lạc giang này tôi chỉ ra một bọc lạc to em xin lên đây làm cái gì cũng thèm cả Hả mồm ra em đút cho này À, úi, ngon thơm quá Lạc thơm có khác anh ha Ừm, uhm, ngon thơm quá Lạc thơm bóc có khác ha Vớ vẩn, ăn đi không em ăn hết bây giờ Cứ thế hai bọn tôi ngồi đó Không gian dường như im lặng Để cho chúng tôi nói chuyện nhiều hơn Đến khi hết bọc lạc rồi Vẫn chưa muốn vào nhà Sương đã xuống, gió lạnh bắt đầu nổi lên tôi lạnh run người bèn nói thôi khuya rồi về đi ngủ đi em sáng còn dậy sớm làm việc nữa dạ vậy về ngủ anh nhé tối mai gặp anh sau thơm chào tôi đứng dậy tôi chìa tay ra túm lấy tay thơm bất chợt tôi rùng mình buông tay thơm ra vì quá lạnh tôi nói ủa sao tay em lạnh vậy thơm ngồi đến lạnh sao không nói để anh vào nhà khỏi lạnh không sao đâu anh thôi anh vào nhà đi em về nghe hẹn anh mai gặp tôi thấy mặt thơm cúi xuống hơi đỏ ừ em nhảy qua cẩn thận anh vào đây em ngủ ngon nhé tôi đi vào phòng các khép cánh cửa lại muốn nhìn thơm thêm tí nữa nên tôi bèn mở hé cửa ra nhìn sang bên kia rồi tôi thấy thơm nhảy một cái giống như bay nhún một cái đã mất tiêu đâu rồi nhắm mắt lắc đầu thêm cái nữa không còn thấy thơm đâu cả Tôi nghĩ chắc mệt quá nên nhìn hoa mắt Tôi đóng cửa đi ngủ Chỉ háo hức nhanh hết ngày để gặp thơm Chuyện tình nơi các mái diễn ra một cách yên bình Thời gian vụt trôi Hơn một tháng sau khi lên làm Tình cảm giữa tôi và thơm tiến triển ngày một tốt hơn những cái nắm tay ngại ngùng trước đây bây giờ đã bớt ngại Tôi đã mạnh dạn hơn Chủ động nắm tay thơm Còn thơm thì dựa vào người tôi có một điều là tay và người thơm rất lạnh Lạnh ngắt như mùa đông Cứ chập tối là bọn tôi hẹn nhau ra ngoài góc mái ngồi Cũng có nhiều hôm tôi hú hét thế nào cũng không thấy thơm ra Hôm sau gặp cô ấy Có nói có việc Tôi cũng chả hỏi thêm Rồi cái tình cảm tôi dành cho thơm cứ ngày một lớn dần Hôm nay là ngày rằm tháng 7 Trăng rất sáng Khung cảnh im ắng lạ thường hôm nay tôi muốn mạnh dạn nói lên một điều mà ấp ủ bấy lâu nay có lẽ thơm cũng biết tình cảm của chúng tôi đã đi qua giới hạn của bạn bè hôm nay tôi muốn tỏ tình với thơm một tiếng yêu không dám nói thành lời sau khi làm xong công việc tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho mặc bộ quần áo mà tôi xem đó là đẹp nhất gọn gàng nhất tóc trẻ hai mái đẹp trai lai láng ngắt chỗ một ít hoa màu gà mở chủ chồng một cái kẹp tóc nho nhỏ, nhỏ một ít bánh phỗng mở chủ cúng xong cho. Tôi gói ghém trong một tờ báo. Đúng hẹn lại lên, tôi giấu mấy thứ đó trong một góc. Thơm ơi! Thơm ơi! Em đâu rồi? Ra đây ngồi này, hôm nay trăng sáng quá nè. Tôi thỏ đầu qua gọi khe khẽ. Anh xuống à? Anh đợi em tí nhé, em qua ngay. Tôi quay người lại, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc chờ thơm qua. Anh xuống, tiếng thơm vang lên ngay sau lưng tôi giật mình đánh thót một cái tiếng hồ này tại sao lại rất giống cái con ma hay dọa tôi ở nhà mà cũng lạ từ khi lên đây không còn thấy nó dọa tôi nữa nghi vấn bất ngờ nổi lên nhưng tôi tặc lưỡi chắc là có sự trùng hợp thôi tôi quay lại thơm đã đứng sau lưng tôi tay lạnh ngắt đang đặt lên vai tôi tôi giả bộ la lên hết hồn chim én thôi đi Mày đặt anh mà sợ cái gì Này à, ăn mặc bảnh bao có ta à? Thơm này Ngồi xuống anh có chuyện muốn nói với em Hai bọn tôi ngồi xuống Tôi thỏ tay lấy cái bọc lạc Cái kẹp tóc và nhành hoa đưa ra trước mặt Thơm Rồi tôi nói À anh Anh muốn nói chuyện này với em lâu lắm rồi Nếu không nói ra Trong lòng anh khó chịu lắm Tôi lại ấp úng anh nói gì thì nói đi mọi hôm không có ấp úng vậy mà có chuyện quan trọng lắm sao anh à có anh anh có chuyện mà tôi lại nói cả lắm thơm này anh thích em em cho anh cơ hội làm một bờ vai cho em dựa được chứ thời gian qua có em bên cạnh lòng anh hạnh phúc lắm không gặp em một ngày dường như với anh là cả một tháng dài anh yêu em thơm ạ à? tôi nói xong mặt tôi nóng bừng ừ, anh xuống em 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 cũng thích anh nhưng mà em có nỗi khổ của riêng em anh cho em thời gian được không có khi chỉ là cảm giác vậy thôi anh thích em thật mà thơm anh xin thề anh xin thề anh yêu em thật lòng anh mà nói láo trời sao sao em bịt miệng anh rồi rồi em tin em tin anh được chưa em cũng yêu anh tôi vui quá quên cả ngại ngùng chạy lại ôm thơm vào lòng miệng không ngừng thủ thể anh yêu em anh yêu em nhiều lắm ơ ờ kìa buông buông em ra người ta thấy bây giờ thích gì vào phòng đóng cửa à anh xin lỗi anh vui quá nên quên tôi vội buông thơm ra mặt hai đứa đỏ ửng ơ ừ, thế không mời em ngồi à đứng mỏi chân quá nè thơm phá vỡ sự ngại ngùng à ngồi đi em anh tặng em tôi đưa ra nhảnh bông và cái kẹp tóc trước mặt thơm đẹp quá em cảm ơn anh thơm dường như qua đôi bất ngờ với món quà của tôi cô ấy thơm vẻ một cái vào má tôi rồi vội buông ra mặt đỏ như gấc ờ à, mới rồi em làm gì vậy làm lại anh xem anh chưa thấy tôi chỉ chỉ tay vào má anh muốn ăn đòn mà em về đó thôi thôi ăn lạc đi em ăn xong về còn ngủ sớm sáng mai anh đưa mợ chủ đi lên chùa hai đứa ăn hết bọc lạc nhìn trời đã khuya tôi nắm tay thơm một cái nữa rồi chào tạm biệt nhau bất chợt tôi kéo thơm lại ôm thêm một cái nữa sướng làm sao khi ôm người yêu thôi buông ra em ra em về khỏi khuya em về ngủ ngon nha Chào tạm biệt nhau về Lòng tôi lâng lâng vui sướng Đêm này có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của tôi Chìm sâu vào giấc ngủ tôi lại mơ về thơm Mơ một tương lai tươi sáng nhất Ngủ ngon nhé người anh yêu Sáng nay là một ngày trời lại hơi xe xe lạnh Cái không khí chán làm sao Mới sáng sớm mở chủ đã lên phòng tôi gọi ẩm ẩm lên Thằng xuống tối qua mày lại tán gái hay sao? Tao dặn dậy sớm mà giờ còn ngủ. Dậy nào, dậy lên chùa với mợ tôi bị gọi giật cả mình lồm cồm ngồi dậy mắt ngơ ngác như chú nai vàng còn sớm mà mợ nay được nghỉ mà Ờ tiền sư nhà mày hôm qua tao nói chở mợ đi chợ mà quên à vừa nói vừa vỗ đầu tôi mấy cái à con quên mợ xuống đợi con tí con xuống ngay sau khi mợ chủ xuống tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân mặc quần áo dài chạy xuống phía dưới mở chủ đã chuẩn bị đầy đủ đồ nào bánh trái hương hoa rượu đồ đạc lịnh kỉnh đẩy con xe chiến phượng hoàng ra móc đồ và ghi đông xe mở ngồi ngay ngắn tôi bắt đầu đạp xe con đường từ nhà mở chủ ra chùa khá xa đạp xe cong cả đít ra may là đường tốt chứ xấu chắc tôi ném mở chủ luôn kìa rồi một ngôi chùa nhìn cũ kỹ mái đá úa tàn theo năm tháng bom đạn cũng có nhiều người đến thắp hương cúng chùa vì nay là rằm tháng 7. Bước qua cửa chùa, lòng tôi bỗng cảm thấy thanh thản, thấy tâm tính thoải mái hẳn ra, người nhẹ nhõm như quên hết lo âu buồn phiền. Mở chủ dẫn tôi vào gian Phật chính, lác đác chỉ có vài người trong này, đặt hoa quả tiền lễ lên mâm. Mở chủ bắt đầu cúng, còn tôi không có việc gì bên tôi đi loanh quanh ngắm chùa một tí. Vòng ra phía sau chùa là cả một vườn cây nhỏ đủ loại cây và khá mát mẻ. Một vài chiếc ghế bằng đá đơn sơ đặt đó, tôi thấy có một sư cụ ngồi uống nước chè ở đó, bèn lại chào cụ một tiếng. "Con chào sư thầy, hôm nay rằm mà cũng ít người tới tháp nhang có thầy." "Chào con, Phật tại tâm con ạ, à. mỗi người một tín ngưỡng lòng thành, đất nước loạn lạc, nghèo khó nên ít người đi chùa lắm con." Ừ, "Dạ vâng, cho con xin ly nước chè." "Đây, ngồi xuống uống với thầy." Nhìn con xanh sao gầy gộc, người hơi mất sức sống. Ơ ờ, thầy, con vẫn khỏe mạnh mà thầy, con có ốm đau gì đâu. Thầy không nói gì, chỉ nhìn ra xa phía sau chùa có một cái cổng sau nữa. Thầy nhìn như xa xăm lắm rồi bất chợt nói lên vài câu thơ. Mô Phật, Mô Phật Hồn kia vương vấn hồng trần, chữ duyên chưa tắt, oán hờn chưa tan. Sương tàn nơi trốn xa xăm, bao nhiêu năm vẫn một lòng trông theo. Hồng trần qua ải tơ duyên, chớ chiều oan khuất bao giờ cho nguôi. Dẹp đi oán niệm tai ương, đầu thai chuyển kiếp có ngày nên duyên. Thầy, sao thầy lại đọc thơ gì vậy ạ? À? Con không hiểu. Có phải con hay gặp một người, hai người chỉ gặp con vào ban đêm không? Dạ sao thầy biết à Dạ con có hai cặp thơm người yêu của con Bọn con đi làm công nên chỉ rảnh buổi tối mới gặp nhau được ạ à? Ta chỉ tỉnh cờ vướng vào chuyện này thôi Ta nói cho con nghe và tùy con quyết định Sư thầy đang định nói với tôi thì mở chủ từ trong chính điện đi ra từ xa kêu tôi Xuống, đi về con, nãy giờ mợ đi tìm mày ơ ờ, à, con chào thầy ạ, à. thầy có khỏe không, Dạo này con bận không lên thăm thầy được À cái từ đấy à Thầy vẫn khỏe Gia đình con vẫn ổn đấy chứ Dạ thưa thầy nhà con ổn cả Này con lên thắp hương Giờ con xin phép thầy con về Cậu này là người làm nhà con à Thầy chỉ vào tôi để hỏi mợ chủ Dạ nó là người làm nhà con Cũng như con trong nhà thôi ạ à. Nhà con với nhà nó có quen biết nên tạo công ăn việc làm cho cháu Mà có chuyện gì không thầy? Chị nhìn chắc cũng nhận ra nó xanh sao chứ À đúng rồi thưa thầy Nó ở quên Nên cách đây hai tháng Con cũng quên mất Rồi mở chủ kể quá trình tôi gặp ma Và những chuyện xảy ra ở quê Nghe xong thầy chỉ gật đầu và nói Mọi nguồn cơn đã rõ chuyện này Thôi thế này vậy hữu duyên tương kiến Ta sẽ giúp giải quyết chuyện này Tôi nãy giờ chả hiểu mô tê gì cả Tự nhiên có chuyện gì mà lại liên quan đến tôi Mở với thầy nói gì con chả hiểu Tôi buột miệng hỏi Cậu ngồi xuống để bị nói cho mà nghe Cậu đang bị một vong ma theo Nó không làm hại cậu Nhưng dương khí của cậu càng ngày càng giảm Người xanh sao không có sức sống Nếu cứ kéo dài thì âm thịnh dương suy sẽ chết đấy Thưa thầy con có thấy khác thường gì đâu à Được rồi Nói cậu cũng không tin Ta chỉ nói ngắn gọn Người cậu nói là người yêu cậu ấy Thực chất không phải là người nữa Cô ấy chết lâu rồi Nhưng có một tâm nguyện chưa dứt Và một oán niệm chưa tan Nên còn vấn vương nơi trần thế Còn nói cậu cũng không tin Ta có thể nhìn thấy cô ấy từ xa Khi đấy con đứng ở cổng sau của chùa nhìn vào đây Bây giờ không còn đứng nữa tôi nghe xong thì đơ đơ một lúc rồi bỗng đứng dậy nói lớn thầy là người tu hành mà tại sao lại nói linh tinh vậy à người yêu con rõ ràng là người mà tại sao thầy lại nói là ma xuống không được hỗn hào thầy là người tu hành đạo hạnh cao thâm lừa con được cái gì mở chủ quát tôi thôi được rồi ta cũng nói vậy thôi còn tin hay không ở cậu qua rằm ta sẽ tới chỗ cậu một chuyến làm cho mọi điều sáng tỏ cậu cứ về hẹn gặp người yêu xem cô ấy có gặp cậu ban ngày không ra khỏi chùa tôi vẫn còn nghi ngờ về lời của sư thầy lúc nãy tôi phải làm rõ chuyện này để cho mọi người biết được không sai thơm là người không phải là ma ba ngày sau kể từ ngày đi chùa về tôi không còn gặp được thơm để hỏi mọi sự cho rõ ràng tôi không tin tôi vẫn nghĩ tất cả những lời sư trụ chỉ nói chỉ là lời nói đùa thôi Tôi muốn gặp Thơm để quên đi nỗi bực tức của ngày hôm đó. Nhưng dù tôi kêu gào như thế nào, Thơm cũng không xuất hiện. Tôi vẫn nghĩ Thơm bận việc không ra gặp tôi được. Quả bên kia hỏi thì tôi không dám vì ban ngày, nếu quả đó có khi còn bị chửi. Đêm nay là đêm thứ tư tôi không gặp được Thơm. Tôi gọi mấy lần không được. Tôi ngồi thẫn thở nơi góc ngồi quen thuộc của hai đứa. Dáng nhớ lại những gì tốt đẹp nhất mà tôi và Thơm đã có Trời khuya muộn tôi quay lưng vào nhà Rồi một cơn gió ở đâu thổi đến Lạnh rét run người Nhưng tôi cảm nhận được như có một bàn tay vô hình ôm lấy tôi vậy Tôi quay lại bất giác gọi to Thơm ơi Anh nhớ em nhiều lắm Thơm ơi Cứ thế tôi đứng im Nước mắt không biết từ bao giờ tuôn rơi Rồi bên tay tôi vang lên tiếng tụng kinh A-di-đà-phật à, kẻ âm người xương Tình yêu oan nghiệt quá Đã đến rồi thì xuất hiện đi cô gái Ta thích cô rồi Đêm nay ta đến đây là cố ý muốn giúp hai người Qua đôi bất ngờ tôi giật mình quay lại Trước cửa căn gác của tôi Mở chủ và sư chủ trì đã đứng ở đó từ khi nào Nhìn ra phía tôi Tôi thoáng bối rối rồi lên tiếng chào hai người Con chào mợ Con chào thầy Tại sao đêm rồi hai người lại ở trên này Tao với thầy đây không lên trên này Thì mày tính đứng đó đến khi nào Hôm nay tao qua nhà bên hỏi rồi Không có con bé nào tên Thơm làm bên đó hết Như có một tiếng sét ngang tai khi nghe mợ chủ nói Tôi thất thần rồi cái lại Mợ đừng có lừa con Thơm không làm bên đó Tại sao lại nói chuyện với con được Tao không biết Nhà bên nói không có thuê người làm Sư thầy vẫn đứng im đó, ông lấy trên tay vòng cườm đang đeo ném về phía sau lưng tôi rồi quát to lên. "Hồn ma kia, nhanh hiện hình. Trước mặt Phật đừng có trốn tránh nữa. Nếu không hôm nay ta đánh tan hồn phách của cô." Sư thầy vừa quát xong, nơi cái vòng rơi xuống một ánh sáng vàng chiếu ra. Dần dần, thân hình một cô gái hiện ra cách sau lưng tôi một khoảng rất gần. Tôi nhìn lại, đó là Thơm. Là thơm yêu dấu của tôi Tại sao thơm lại xuất hiện ở đây Tôi vẫn không tin đó là sự thật Tôi tiến lại nắm lấy tay thơm Nhưng lần này tôi bước xuyên qua thần hình của cô ấy Thơm, thơm, em làm sao thế này Em nói cho anh biết, không như họ nói đúng không Tôi ráng tiến lên nắm tay thơm nhưng vô vọng Giống như đó là một cái bóng bầy em nói gì đi thơm sự thầy lúc này điên lại thu cái vòng cườm lại ánh vàng biến mất thơm hiện ra rõ ràng trước mắt tôi lần này tôi có thể nắm được đôi tay lạnh ngắt quen thuộc em nhìn tôi khóc nấc lên từng hồi tôi cũng bậy anh xuống xin lỗi anh những ngày tháng qua em đã lừa dối anh em chết rồi em là ma em không phải là người em làm mèo là mèo của ngày xưa đây vì theo anh em nguyện làm hồn ma vất vưởng vì trả thù em muốn thành oán linh Không em nói cái gì anh không hiểu tại sao em lại nói những điều này ra với anh em làm mèo đây anh không nhận ra em sao vừa nói xong trước mặt tôi hiện ra mèo với khuôn mặt hay cười mặt lúc nào cũng lấm lem vài miếng bùn đen cả giọng nói bỗng nhiên cũng thay đổi anh không tin em đừng nói nữa đừng nói nữa anh không tin tôi gào khóc lên trong nỗi đau thật sự em nói thật cho anh đi đây chỉ là giấc mơ tôi đúng không mèo chết rồi làm gì còn sống em là thơm đúng không trả lời anh đi mèo là thơm và thơm cũng là mèo bao nhiêu năm qua em vất vưởng theo anh chỉ có anh không biết thôi em muốn được bên anh lúc còn sống chỉ có anh đối tốt với em nhất chết đi rồi em cũng muốn ở bên anh bảo vệ anh sún bình tĩnh lại Mở chủ từ khi nào đứng khóc sau lưng tôi sư thầy nãy giờ không nói gì chỉ nhắm mắt đứng đó rồi bỗng mở mắt ra nhìn vào thơm và nói à gì đạp phật quá khứ vị lai oan hồn ở trên dương gian càng lâu chấp niệm và oan nghiệt càng lớn cớ sao cô không đi đầu thai vương vấn hồng trần vướng vào tình yêu ẩm dương hỗn độn không thể hòa làm một không thể xáo trộn nghe lời sư thầy vừa nói bất thình lình tôi và thơm cùng lúc quỳ xuống thưa sư thầy thưa sư thầy từng người nói đi tôi quay qua thơm đến bây giờ tôi đã chấp nhận sự thật là thơm không còn trên cõi đời này nữa. Em nói trước đi. Thưa sư thầy, con chỉ muốn được bên cạnh anh ấy. Nhưng số trời không cho con được toại nguyện. Lúc nhỏ con bị ác đồ hãm hiếp, phơi xương trắng nơi gốc cây, oan hồn vất vưởng. Bao nhiêu năm nay, nhưng con còn vấn vương hồng trần, còn vấn vương anh xuống. Anh là người tốt với con nhất. Con xin thầy giúp cho chúng con ở bên nhau. Tại sao bao nhiêu năm em không báo cho anh biết Mà phải đợi anh lên trên này em mới xuất hiện Ông Lý cho thằng hợi bùa Nó trốn khắp làng em không vào trong làng được Khi cải cách lại ruộng đất người ta mới đào phải bùa Nên em có thể đi vào làng được Tại sao em không báo cho anh Trước ấy năm em đi theo anh Em sợ làm cho anh sợ Đợt anh về quê em có hù anh đó Rốt cuộc tôi mới hiểu ra rằng Trưởng ấy năm Thầm vẫn dõi theo tôi Chỉ có tôi là không biết Lúc này tôi quay qua sư chùa Thưa thầy Mong thầy giúp cho cô ấy Giúp cô ấy đi đầu thai chuyển thế Là một kiếp người Còn mong cô ấy có một cuộc đời bình an Kiếp này không ở cùng với cô ấy Con xin hẹn kiếp sau Bây giờ ta chỉ có thể giúp các con Đó là đưa cô ấy về chùa Nghe kinh phật Sớm ngày đầu thai còn khi nào đầu thai phải trông vào ý trời Có khi ba năm, 5 năm, 10 năm Có khi cả đời Con chờ được Con chờ được Con chỉ mong cô ấy có một đời bình an Bồ lo vô nghĩ Sư thầy đứng đó Trong tay móc ra một lá bùa vàng có chữ phía trên Miệng lẩm bẩm vài câu Phật Pháp Rồi đưa lá bùa về phía thơm Hình bóng thơm bắt đầu mở dần Mở dần trong đêm tối rồi biến mất ở đâu đó bên tay tôi còn vang vọng tiếng em. Chờ em, chờ em, chúng ta sẽ sớm ngày đoàn tụ. Sau khi thơm biến mất, tôi vô hồn quỳ giữa trời, nước mắt không ngừng chảy. Tôi khóc như một đứa trẻ con, cứ thế mở chủ và sư thầy đứng nhìn tôi. Đến khi tôi bình tĩnh lại sư thầy nói. Cứ hễ ngày rằm lên chùa thắp hương cầu Phật, lá bùa này là nơi có hồn phách cô gái ta sẽ đem về chùa sớm ngày để cô gái đầu thai có duyên ắt sẽ gặp lại nhau nói rồi thư thầy từ biệt mở chủ và tôi đi về chùa ngay trong đêm còn tôi kể từ đêm đó tôi buồn rầu vô cùng nhưng ban ngày đi làm tôi cố bình tĩnh để về đêm tôi khóc như một đứa trẻ con nhớ vòng tay của thơm nhớ những cái ôm ngại ngùng nhớ những đêm hai đứa ngồi tựa vai nhau rồi thời gian cứ thế trôi qua hàng tháng ngày rằm tôi thường lên chùa thắp hương cầu xin phật tổ ban cho phép màu ban cho tôi và thơm sớm ngày gặp nhau tôi không biết bây giờ linh hồn em đang ở nơi đâu rồi cứ thế cứ thế thời gian cứ như vậy trôi đi xuân hạ thù đông một năm qua đi tôi bước sang tuổi mới về với bố mẹ mấy ngày tết tôi giấu nỗi buồn vào lòng vui vẻ quây quần bên bố mẹ và em gái hết tết tôi lại khăn gói lên đường ra thị xã xuống xe việc đầu tiên là tôi vào chùa cầu bình an cho gia đình và cầu cho thơm tôi gặp sư thầy vẫn ngồi chỗ cũ sau chùa vẫn dáng người gầy còm tóc đã điểm thêm màu trắng quá nửa tay lắc lắc chuỗi hạt cườm tôi chào thầy con chào thầy chúc thầy sức khỏe và bình an con gửi thầy hai cái bánh trưng quê chào con ở quê mới lên à Sao không để mà ăn Bố mẹ có khỏe không Dạ con mới ở quê lên Con còn nhiều lắm Cả nhà con khỏe cả Thầy ơi liệu bây giờ thơm đã đi đầu thai chưa ạ Thiên cờ bất khả lộ Con cứ chờ đi Ta tin ngày đó sẽ không ra Chào tạm biệt sư thầy Tôi về quán mở chủ Hai ông mở rất vui vẻ khi tôi lên Lôi cho tôi nào bánh kẹo nào mứt tôi cũng có quà cho ông mợ đó là cặp bánh trưng Đêm nay tôi đi ngủ sớm Nỗi nhớ thơm đã nguôi ngoai Chỉ mong có một cuộc đời mới đầy tươi sáng hơn Tôi chìm vào giấc ngủ Trong mơ tôi thấy thơm về gặp tôi Em chào tôi lần cuối và biến mất Tôi giật mình tỉnh dậy Khóe mắt vẫn còn cay cay Rồi cứ thế tôi làm việc cho bà chủ Một năm, hai năm, năm năm sau Khi tôi 27 tuổi với một ít vốn trong tay Đất nước yên bình Mở chủ tạo cơ hội cho tôi Khi giao cả quán lại cho tôi Còn ông mở ra Hà Nội với con trai lớn Một mình tôi tất bật làm quán Mẹ tôi ở quê cho cái lại ra phụ giúp tôi Cứ thế lại trôi qua hai năm nữa Khi tôi 29 tuổi Tôi vẫn cứ ở vậy Bố mẹ thì cứ dục kiếm mối cho tôi Bạn tôi thẳng bẩm thằng béo Đã ba đứa tay bồng tay sách Tôi cứ ẩm ừ cho qua ở trong tâm tôi và trong tim tôi chỉ có thơm Hình bóng em còn hiện hữu mãi Không bao giờ phai nhạt Ở giáp thanh hóa là Nghệ An Tại một gia đình nhà ông bát địa chủ trước đây Nhưng sau cải cách trở thành trung nông Gia đình khá giả có cô con gái vừa tròn 20 Ông bát muốn gả con gái cho nhà gia giáo Có điều kiện cho con gái đỡ khổ Nhưng niềm hạnh phúc chưa kịp vỡ òa Thì cô gái bị sốt thương hàn Ngày xưa sốt thương hàn được coi là bệnh nan y ông mời bác sĩ từ tỉnh về nhưng bất lực ai cũng lắc đầu còn lan cô con gái của ông bát ngày càng không ăn uống sốt liên tục dù ngoài trời nắng trang trang vẫn cứ lạnh cô cầm cự được một tuần thì mất gia đình ông bát khá đau buồn ai cũng tiếc thay cho lan khi tuổi đời còn quá trẻ công việc lo ma chay được tiến hành nhanh chóng ngày nhập quan bà huệ mẹ lan khóc ngất bên xác con bà cứ thế lay cái xác và không ngừng gọi tên con là nơi là nơi sao con bỏ cha mẹ đi thế con đúng chín giờ lễ nhập quan bắt đầu người ta đưa xác lan vào quan tài đẩy nắp lại bắt đầu dùng cọc tre đóng nắp lại công việc xong xuôi họ lui ra cho người ta thăm viếng rồi bất chợt từ trong quan tài vang lên tiếng đập tiếng kêu cứu liên hồi mọi người nghe thấy ai cũng chạy bán sống bán chết nghĩ là hồn ma hiện về Duy chỉ có ông bát và bà Huệ đứng đó Lắng tai nghe Rồi bà Huệ lên tiếng Màu màu mở nắp Mở nắp Con tôi còn sống Màu lên Mở nắp ra mau Bà hét lên chạy lại ôm quan tài Mấy người đóng nắp chạy lại Lấy xà beng cậy nắp quan tài ra Khi nắp vừa mở ra Lan ngồi bật dậy ho sặc sụa Hít lấy hít để không khí vì bị ngạt Bà Huệ thì đứng dậy ôm chầm lấy Lan Miệng không ngừng kêu Con ơi con ơi Con sống lại rồi Con sống lại rồi Mấy người đi viếng thì sợ Đứng từ xa họ vẫn chưa tin Một người chết đổi nắp quan tài sống dậy Ông bắt đứng im như trời trồng Đưa tay lên mặt vỗ kép bép Cảm giác đau thật sự Ông khóc hu hu như đứa trẻ con Ông nắm lấy tay Lan Xoa xoa Đúng là thật rồi con gái ông sống rồi Mọi người lúc này mới lao vào Họ hàng vui mừng Nhanh chóng dẹp đốt hết mấy cái đồ ma chay Đám ma bây giờ tràn ngập tiếng cười vui Từ ngày sống lại Lan ít nói Lúc nào cũng buồn buồn trong lòng Vì đó là thân xác của Lan Nhưng linh hồn lại là của một người khác Đó là ai Đó chính là thơm của 9 năm trước Thật sự là phép màu thơm đã được đầu thai nhưng không phải được sinh ra mà hoàn hồn nhập xác cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tỉnh dậy thấy đang nằm ở quan tài ở một nơi xa vị sư trụ trì tay đang bấm quẻ nở một nụ cười mãn nguyện vuốt vuốt chòm râu trở lại bên kia bây giờ tôi đã là một ông chủ quán phở nổi tiếng thị xã khách khứa tấp nập có nhiều nhà ngỏ ý muốn gả con gái cho tôi nhưng tôi khéo léo từ chối Bố mẹ tôi cũng đã ở quê lên đây. Tôi cũng đã mua được một căn nhà bé bé cho bố mẹ ở. Cửa hàng mở chủ giao hết lại cho tôi vẫn y nguyên. Bố mẹ tôi cũng đã có tuổi, cứ ép tôi lấy vợ. Tôi cố gắng từ chối nhưng mẹ tôi nói. Nếu không lấy vợ trong năm tới bố mẹ tôi khăn gói về quê. Tôi khá buồn vì không ai biết trong lòng tôi đau đớn thế nào. Nỗi đau 9 năm chưa bao giờ nguôi ngoai, chưa bao giờ tôi ngừng nhớ về thơm tôi đành ậm ừ với mẹ cho qua chuyện. Mùa xuân lại đến, tôi bước qua tuổi 30, mẹ tôi nhất quyết ép tôi lấy vợ. Có một người mai mối cho. Ngày đầu tiên mở quán, mới sáng sớm hôm nay trời bỗng nhiên đẹp lạ thường. Trong tim tôi bỗng nhẹ hẫng giống như một cánh nặng nào đó vụt qua đi. Chào đón vị khách đầu tiên là một cô gái ăn mặc rất đẹp, đầu đội một chiếc nón, mặc bộ áo dài từ từ bước vào quán, nụ cười của cô giống như nắng mùa xuân anh ơi cho em một tô phở giọng cô gái vang lên đậm chất gái xứ nghệ tôi vẫn còn ngây ngất bởi vẻ đẹp của cô gái ấy lắp bắp trả lời có ngay cô đợi tôi làm ngay một tô phở nghi ngút khói thơm nước được đem ra cô gái ngước mặt lên nhìn tôi hai ánh mắt chạm nhau tôi thất thần đứng đó mắt chạm mắt không rời ở cô gái ấy tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đó là thơm bao năm rồi tôi mới cảm nhận được giống như là thơm đang đứng trước mắt vội vàng quay đi ngại ngùng tôi vẫn không quên quay lại liếc vào khuôn mặt cô ấy rồi chả biết tại sao tôi lại quay lại chỗ cô ấy rồi lấy hết can đảm hỏi có ngon không em có cần thêm nước lèo không anh đưa thêm cô ấy dừng ăn quay lại nhìn tôi tôi cảm nhận được đôi mắt ấy nhìn tôi âu yếm chứ không phải là một người xa lạ dạ thôi em ăn đủ rồi à em no rồi à vậy để anh lấy nước cho em vâng em cảm ơn anh tôi quay đi rót một cốc nước đưa lại tay liên tục đan vào nhau cô ấy ăn xong thanh toán tôi đi ra tôi thất thần nhìn theo cho đến khi khuất bóng tôi hụt hẫng vô cùng giống như mất mát một điều gì đó Một ngày trôi qua lặng lẽ Ngày sau, ngày sau nữa Tôi mong cô gái ấy quay lại Nhưng thất vọng Cơn ngóng trông hoài nhưng không thấy Ngày thứ ba kể từ ngày cô ấy đến Sáng nay cô ấy đến thật Lần này ăn mặc quần đen áo sơ mi dài tay Trên đầu vẫn là chiếc nón quen thuộc Vẫn tổ phở như hôm trước Tôi cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu Rồi cô ấy lại đi cứ thế cách vài ngày cô ấy lại đến một lần. Tôi cứ muốn nhìn mãi vào mặt cô ấy, vì ở khuôn mặt đó tôi mới cảm nhận được một nét gì còn vương vấn của Thơm. Rồi cứ thế thời gian trôi qua, kể từ cái ngày tôi gặp được cô gái ấy cũng được 8 tháng. Cô ấy cũng đã dần quen với tôi, chuyện trò thân hơn, nhưng tôi chỉ dám xem cô ấy là bạn, vì trong tim tôi, Thơm luôn mãi tồn tại. Giảm tháng 8 tôi lên chùa lễ Phật vẫn ngồi chùa đó vẫn khung cảnh tan hoang như năm nào vị sư trụ trì nay tóc đá bạc vẻ già yếu hiện lên rõ ràng ông xem tôi như đệ tử trong chùa hôm nay bỗng nhiên ông kêu tôi ra sau nói chuyện với tôi rồi ông nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên tương ngộ bất tương phùng chín năm dòng kẻ đợi người mong đầu thai chuyển thế một kiếp người thay tên thay họ không thay lòng tìm về chốn cũ với người thương tôi nghe thầy đọc khó hiểu quá bèn ngồi ngẫm nghĩ lại tại sao cứ hễ gặp tôi là lại đọc thơ chín năm trước không phải thầy cũng đọc một bài thơ chín năm sau cũng đọc một bài thơ không lẽ nào thầy thầy có phải thơm đã chuyển thế rồi không thầy nói cho con biết đi không gặp thì ngỡ ở rất xa nhưng mà ngược lại rất gần ngay trước mặt còn duyên vương vấn sẽ gặp lại tôi cứ lẩm bẩm mấy lời ngụ ý của sư thầy ông là thế chả bao giờ nói rõ tôi ngồi đó gần đến trưa sư thầy mới lên tiếng đi về đi nếu không nghĩ ra kiếp này con sẽ không gặp được cô ấy nữa đâu tình yêu phải dùng trái tim cảm nhận tôi chào thầy ra về tôi vừa đi vừa ngẫm lại mấy câu thơ rồi bỗng trong đầu tôi hiện ra một bóng hình của Lan Người con gái bấy lâu nay hay đến Không thể nào Không thể nào Tôi lại lầm nhầm lại câu thơ Thay tên thay họ Không thay lòng Đúng rồi, đúng rồi Trời ơi sao tôi ngu quá Đạp xe một mạch về quán phở Vứt cái xe đánh rầm ở cửa Bố mẹ tôi và cái này còn tưởng tôi lên cơn động kinh Tôi sẽ chờ ngày mai em đến nhưng không, chiều hôm ấy Lan đến, khuôn mặt hơi u buồn. Lan vào trong quán ngồi xuống gọi một tô phở. Ngồi đó nhìn nó bốc hơi, tôi nhìn từ xa lòng run run. Phải nói thôi, tôi mạnh dạn bước ra. Cùng lúc Lan ngước mặt lên. Em, anh, em nói trước đi, tôi gãi gãi đầu vì sự trùng hợp này. Em đến để chào anh, em phải về Nghệ An, bố mẹ kêu về đi xem mắt. Hôm nay em phải đi rồi Anh có chuyện gì nói đi Nói xong khuôn mặt Lan buồn lắm Tôi thấy mắt cô ấy đỏ lên như khóc Tôi ấp úng không biết nói sao Lúc cần thiết thì lại không ra lời à, Anh, anh Anh chúc em hạnh phúc Không biết tại sao lúc đấy Cái mồm thối của tôi nói ra được cái câu ấy Muốn đấm cho một phát luôn Nghe tôi nói xong Lan như buồn thêm Rồi cô đứng dậy tính tiền và chào tôi em chào anh em đi cảm ơn anh những tháng qua đã làm bạn với em em quay lưng bước đi tìm tôi bóng nhói lên đau đớn vô cùng như có hàng ngàn vết cào xé trong tim tôi tôi dựa vào cánh cửa nhìn lan bước từng bước đi ra rồi tôi như có một nguồn sức mạnh tôi la lên thơm thơm ơi em đừng đi anh biết là em mà em là thơm là thơm của anh đúng không Lan đang đi Nghe tôi kêu lên như vậy thì đứng sững lại Vai run lên từng hồi Tôi tiến dần lại Phía Lan em vẫn còn run Tôi nghe thấy tiếng rụt xịt Em khóc Tôi lấy tay xoay người Lan lại Người con gái ấy đang khóc Nước mắt chan hòa Khi tôi xoay lại cô khóc to hơn Em khóc tôi cũng khóc theo Em nói đi Có phải em là thơm không Em có phải là thơm không em nói đi Lan không nói gì chỉ im lặng, khóc thật to rồi bỗng nhiên lao vào ngực tôi đấm túi bụi. Anh, anh có biết em chờ anh gọi tên em lâu lắm rồi không? Mấy tháng rồi em chỉ mong anh nhận ra em, hôm nay mong ước của em thành sự thật rồi. Cảm ơn anh, chín năm qua vẫn chờ em. Anh, anh yêu em. Bây giờ anh nên kêu em là Lan, thơm hay là mèo đây? Quá khứ cho qua đi anh. Hãy làm mới bản thân đi Bây giờ em là Lan Chúc mừng các con đoàn tụ Sự chủ trì không biết đã đến từ khi nào Con chào thầy Hãy chúng tôi cùng chào Con cảm ơn thầy Nếu không có thầy gợi ý Chắc con vụt mất cô ấy lần nữa rồi Thôi vào nhà đi Tao có chuyện muốn nói Chúng tôi vào nhà Sư thầy đưa cho hai chúng tôi Hai cái vòng chỉ đỏ Đeo vào chân khi nào tới thời cơ nó sẽ tự mất Rồi ông còn lấy ngày sinh của Lan về chùa làm lễ Sư thầy ra về Chúng tôi đứng đó Cảm ơn thầy Cảm ơn trời cho chúng tôi đoàn tụ Quý vị thân mến Chúng ta vừa đón nghe xong một tập truyện rất là dài Của tác giả Nguyễn Thành Hùng Và câu chuyện nói về duyên âm Nhưng mà một mối duyên âm cực kỳ hay Và cuối cùng đã có một cái kết rất là đẹp đúng không ạ cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay hãy để lại bình luận nói lên cảm xúc và suy nghĩ của quý vị về câu chuyện này nhé hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai chúc quý vị ngủ ngọt